chương 4800 linh một chân vũ thần thể đệ thập nhất trọng. Sư phụ tiểu muội ngang bướng, đụng phải sư phụ thực sự là thật xin lỗi, ta sau khi trở về. Nhất định sẽ thật tốt chừng trị nàng, công. dã linh tôn kính hướng giang tễ thi lễ một cái. Rất là thành khẩn thay công dã nghiên nói xin lỗi. Cũng may tự mình tới nhanh hơn, bằng không. Nếu là thật làm cho công dã nghiên đánh sư phụ mình một trận. Cái này đúng thật là không biết kết thúc như thế nào đâu. Bất quá công giã linh lại cũng không biết trước hôm nay. Giang tễ cũng không biết chịu công giã nghiên bao nhiêu trận đánh. Công giã linh còn tưởng rằng chuyện đã xảy ra hôm nay là lần đầu tiên đâu. Không sao, tiểu nghiên cô nương thiên chân khả ái, làm việc thẳng thắn chút. Cũng không tính được va chạm A, à, Giang. Tễ khoát tay áo nói, tại dưới uy hát yêu công giã nghiên. Hắn không thể không mở mắt nói lời bịa đặt thay công giã nghiên biện hộ cái kia sư phụ ta trước hết mang tiểu muội trở về. Công giã linh nói, ân, đi thôi, xong. Tế phất phất tay nói, công giã linh lại để cho công giã nghiên hướng xong tế nói xin lỗi một phen. Lúc này mới mang theo công giã nghiên rời đi. Công giã linh đầu tiên là mang theo công giã nghiên trở lại chỗ ở của mình. Trước tiên đem công giã nghiên hung hăng khiển trách một trầu. Tiếp đó mang theo nàng đi tới phù trận phường tổ sư đường. Để cho nàng quỳ gối tổ sư đường bên trong một tháng, diện bích hối lỗi. Đối với mình tỷ tỷ mệnh lệnh, công dã nghiên tự nhiên là không dám vi phạm. Nàng quỳ gối phù trận phường tổ sư đường một bức treo giống trước mặt, thầm nói, tỷ, tỷ thực sự là hồ đồ rồi, ta cũng không phải các ngươi phù trận phường đệ tử. Thế mà để cho ta tại các ngươi phù trận phường tổ sư đường quỳ diện bích hối lỗi. Nàng xem nhìn trước mặt treo giống, trong lòng càng là bất mãn phủ trận phường tổ sư đường treo giống treo dĩ nhiên chính là sở kiếm thu dù sao sở kiếm thu xem như bọn hắn phủ trận phường một mạch tổ sư để cho chính mình quỳ gối sở kiếm thu treo giống trước mặt diện bích hối lỗi công giã nghiên chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu không thôi mỗi khi nhìn thấy bộ dạng này gương mặt nàng liền không nhịn được một hồi nắm đấm ngứa muốn đánh cho hắn một trận nhưng tiếc là dù cho nàng ý nghĩ thế này mãnh liệt đến đâu nhưng cũng không dám thay đổi thực hành nàng nếu thật là dám đối với sở kiếm thu động thủ lấy sở kiếm thu tính cách tuyệt đối sẽ hung hăng dạy nàng làm người mặc dù nàng đột phá thiên diễn cảnh sau thực lực đại trướng nhưng cũng không dám nói chính mình liền đánh thắng được sở kiếm thu hoang cổ đại lục dòng suối nhỏ bên trong ầm vang một tiếng một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ sở kiếm thu trên thân bộc phát ra, kinh khủng lực trùng kích đem trầm trọng vô cùng suối nước. Đều xung kích đến hướng lên bầu trời bắn nhanh mười mấy cao vạn trượng, sở kiếm thu chậm rãi mở. Hai mắt ra, thật dài thở ra một hơi, hắn từ trong nước suối nhảy lên một cái. Lơ lửng tại suối trên mặt khoảng không, cảm nhận được mình nhục thân, lần nữa xảy ra to lớn vô cùng thuế biến sở kiếm thu trong lòng một hồi vui vẻ, ngay mới vừa rồi hắn chân võ thần thề đã đột phá đến đệ thập nhất trọng, lấy hắn nhục thân trước mắt trình độ cường hãn đã hoàn toàn đủ để sánh ngang tiên thiên hạ phẩm pháp bảo. bây giờ hắn dù cho đứng bất động, tầm thường thiên diễn cảnh sơ kỳ võ giả cũng rất khó tổn thương được hắn. nếu là lại người mặc một bộ trời sinh phẩm phòng ngự pháp bảo mà nói, dù cho là bình thường thiên diễn cảnh trung kỳ cường giả. Cũng rất khó công phá lực phòng ngự của hắn, uy hát yota được tính mạng của hắn. Sau khi chân vũ thần thể đột phá đến đệ thập nhất trọng, sở kiếm thu bản tôn. Cũng cuối cùng có cùng thiên diễn cảnh trung kỳ cường già chính diện tranh phong tư cách. Trước đó, sở kiếm thu mặc dù cũng có thể miễn cưỡng cùng thiên diễn cảnh trung kỳ cường già. Một trận chiến, nhưng lại nhất định phải mượn nhờ phong sát hồ lô những thứ này cường đại bảo. Vật chỉ bằng hắn thực lực bản thân vẫn là không cách nào cùng thiên diễn cảnh chung kỳ cường giả chống lại nhưng là bây giờ dù cho không tá trợ cường đại bảo vật hắn đều đủ để cùng thiên diễn cảnh chung kỳ cường giả chống lại đương nhiên cái này cũng giới hạn tại cùng thiên diễn cảnh chung kỳ cường giả chống lại mà thôi muốn chiến thắng thiên diễn cảnh chung kỳ cường giả lấy sở kiếm thu bản tôn thực lực hay không khả năng lớn dù sao chân vũ thần thể đột phá chỉ là để cho lực phòng ngự của hắn tăng nhiều nhưng lực công kích của hắn phương diện nhưng là không có bao nhiêu biến hóa tại đột phá chân vũ thần thể đệ thập nhất trọng sau đó sở kiếm thu không có ở hoang cổ đại lục ở lâu hắn tại trong dòng suối nhỏ bắt mấy cái cá lớn chuyên trở số lớn hoang cổ đại lục suối nước thông qua truyền tống trận quay trở về hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai địa hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai trong đất sở kiếm thu kim long phân thân đi qua một năm luyện chế đã luyện chế được bốn cỗ thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi dựa theo kim long phân thân tốc độ luyện chế đại khái cần trong vòng ba tháng mới có thể luyện chế ra một bộ thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc thi thể bên ngoài thân lân giáp thực sự quá kiên cố muốn ở phía trên khắc dấu phù văn mà nói, thật không phải là một kiện chuyện dễ. Cũng tốt tại sở kiếm thu kim long phân thân. Nắm giữ vân văn cổ kiếm cái này hóa kiếp thần binh, bằng không? Nếu muốn ở phía trên khắc dấu phù văn, đoán chừng còn càng thêm khó khăn. Đây vẫn là thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi. Đến nỗi thiên diễn cảnh hậu kỳ ám ma tộc khôi lỗi. Luyện chế càng thêm khó khăn, sở kiếm thu chỉ là thử một cái liền tạm thời từ bỏ luyện chế thiên diễn cảnh hậu kỳ ám ma tộc khôi lỗi dự định. Bởi vì lấy hắn kim long phân thân thực lực trước mắt. Nếu muốn ở thiên diễn cảnh hậu kỳ ám ma tộc thi thể lân giáp mặt ngoài. Khắc dấu phù văn mà nói, thực sự quá khó khăn. Lấy hắn kim long phân thân tốc độ, luyện chế một bộ thiên diễn cảnh hậu kỳ ám ma tộc khôi lỗi. Ít nhất cần hao phí thời gian 20 đến 30 năm, thời gian dài rằng giặc như vậy hắn đều không biết luyện chế ra bao nhiêu cỗ thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi tại trên chi phí hiệu quả trước mắt hao phí thời gian lâu như vậy tới luyện chế một bộ thiên diễn cảnh hậu kỳ ám ma tộc khôi lỗi với hắn mà nói cũng không có lợi chờ đem trong tay tất cả thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc thi thể toàn bộ luyện chế thành thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi sau đó có thời gian lại suy nghĩ một chút phải trang luyện chế thiên diễn cảnh hậu kỳ ám ma tộc khôi lỗi. Khu động thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi đại khôi lỗi phù, luyện chế. Hao phí chi phí cũng không nhỏ, một tấm tiên thiên trung phẩm đại khôi lỗi phù. Ít nhất cần dung nhập một ngàn khối tiên thiên linh thạch năng lượng. Mới có thể khu động được thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi. Một ngàn khối tiên thiên linh thạch chuyển đổi thành cửu phẩm linh thạch vậy coi như là dòng dã một nghìn ức mà một đạo tiên thiên trung phẩm đại khôi lỗi phù bên trong ẩn chứa năng lượng đại khái có thể duy trì thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi toàn lực chiến đấu một ngày thời gian đang toàn lực chiến đấu một ngày sau đó đại khôi lỗi phù bên trong ẩn chứa năng lượng sẽ hao hết lúc này nếu muốn tiếp tục khu động thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi chiến đấu nhất định phải một lần nữa sử dụng một đạo tiên thiên trung phẩm đại khôi lỗi phù đương nhiên nếu như chỉ là bình thường hành động mà không phải toàn lực tác chiến một đạo đại khôi lỗi phù là có thể trèo chống một bộ thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi thời gian dài hơn sở kiếm thu đã từng thí nghiệm qua cái này thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi uy lực toàn lực bộc phát mà nói chiến lực đủ để sánh ngang đứng đầu thiên diễn cảnh hậu kỳ cường giả hơn nữa tại phương diện sức phòng ngự còn càng xuất sắc hơn chỉ sợ tầm thường thiên diễn cảnh đỉnh phong cường già đều chưa hẳn có thể phá hư phòng ngự của nó. Chương 4802 chớ quấy giày bản đại gia làm việc. Bất quá cái này thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi, chiến lực mạnh tuy mạnh. Chính là sử dụng quá mức đốt tiền, sở kiếm thu lại đi xem một chút tiểu đồng áo xanh chữa trị. Những cái kia binh khí chiến tranh thành quả. Tại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà một năm qua, tiểu đồng áo xanh chữa trị binh khí chiến tranh, hết thầy cũng mới đạt đến 10 bộ, long. Uyên, ngươi có lầm hay không, đã lâu như vậy, mới chữa trị như thế điểm binh khí chiến tranh. Sở kiếm thu nhìn xem tiểu đồng áo xanh. Có chút bất mãn nói, hắn hoài nghi hàng này là đang cố ý tiêu cực biếng nhá. Ta dựa vào, bản đại gia tân tân khổ khổ cho ngươi chữa trị binh khí chiến tranh. Ngươi còn thiêu tam giản tứ. Tiểu đồng áo xanh nghe vậy, lập tức rậm chân mắng to, một. Năm chữa trị 10 bộ binh khí chiến tranh, người vẫn còn chê ít. Người cũng không nhìn một chút, những thứ này thứ đồ nát, đều tổn hại thành dạng gì. Bản đại gia một năm có thể chữa trị 10 bộ, cái này đã tính nhanh, nếu không thì... Chính ngươi đi thử một chút, lần này, thật đúng là sở kiếm thu oan uổng tiểu đồng áo xanh. Sở kiếm thu tại viễn cổ long cung di chỉ lấy được những thứ này binh khí chiến tranh tổn hại đến độ vô cùng nghiêm trọng nếu là đổi lại những thứ khác luyện khí sư mà nói loại trình độ này tổn hại trên cơ bản là rất khó chữa trị cũng liền tiểu đồng áo xanh loại này cấp bậc thượng cổ thần binh tầm mắt kiến thức cực cao cho nên mới có thể miễn cưỡng chữa trị nhưng cho dù như thế hắn chữa trị cũng không phải là một chuyện dễ dàng bởi vì một chút tổn hại nghiêm trọng bộ kiện còn phải hắn đem một vài mảnh vỡ pháp bảo tan rã sau đó, một lần nữa lại luyện chế một kiện đi ra, quá trình này. Vô cùng dườm già phức tạp, cũng vô cùng hao phí thời gian và công phu. Tiểu đồng áo xanh tại trong thời gian một năm, có thể chữa trị 10 bộ binh khí chiến tranh. Đích xác đã coi như là rất nhanh, đi. Không phải liền là nói ngươi một câu sao, trách móc cái gì trách móc. Sở kiếm thu tức giận nói, đã ngươi chữa trị 10 bộ binh khí chiến tranh vậy thì khen thưởng ngươi thập phần mảnh vỡ pháp bảo cùng phương viên mười dặm hoang cổ đại lục suối nước nghe được sở kiếm thu lời này tiểu đồng áo xanh trong lòng vui mừng lúc này mới thỏa mãn nói cái này còn tạm được sở kiếm thu người cuối cùng làm một kiện nhân sự người cái này bại lại hàng người nói cái gì đó sở kiếm thu nghe vậy sắc mặt không khỏi tối sầm lại nhịn không được một cái hạt rẻ đập vào trên đầu của hắn tức miệng mắng to sở kiếm thu làm gì chứ đi 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 một bên chớ quấy giày bản đại gia làm việc tiểu đồng áo xanh một tay đẩy sở kiếm thu bàn tay một mặt ghét bỏ mà nói khi lấy được sở kiếm thu phong phú khen thưởng sau hắn làm việc nhiệt tình lập tức liền đủ liền sở kiếm thu gõ hắn hạt rẻ hắn đều không thèm để ý sở kiếm thu không thèm để ý cái này bại lại hàng hắn đem cái này 10 bộ đã chữa trị khỏi binh khí chiến tranh cầm ra đi. Giao cho Trương Thành cơ quan doanh. Cái này 10 bộ đã chữa trị khỏi binh khí chiến tranh bên trong. Có 9 bộ là tiên thiên thượng phẩm binh khí chiến tranh. Còn có một bộ tiên thiên cực phẩm binh khí chiến tranh, Trương Thành khi lấy được những thứ này. Binh khí chiến tranh sau đó, trong lòng kinh hỉ vạn phần. Bọn hắn cơ quan doanh có thể bộc phát ra bao nhiêu chiến lực, hoàn toàn dựa vào chính là những thứ này binh khí chiến tranh nắm giữ uy lực càng lớn binh khí chiến tranh bọn hắn cơ quan doanh đủ khả năng bộc phát ra chiến lực lại càng mạnh đối với trời sinh phẩm binh khí chiến tranh cơ quan doanh là đã từng có kinh nghiệm làm việc dù sao trước đây thật lâu sở kiếm thu liền đã từng giao cho qua bọn hắn cơ quan doanh một bộ trời sinh phẩm binh khí chiến tranh mặc dù lần này sở kiếm thu giao cho hắn cái này chín bộ trời sinh phẩm binh khí chiến tranh cùng trước đây cỗ kia trời sinh phẩm binh khí chiến tranh có chỗ khác biệt nhưng dù sao cũng là cùng một cấp bậc binh khí chiến tranh bọn hắn từng có thao tác cái này một cấp bậc binh khí chiến tranh sau đó lại đến nghiên cứu những thứ này mới trời sinh phẩm binh khí chiến tranh thao tác cũng liền dễ dàng hơn nhiều duy nhất cần chuyên môn nghiên cứu chính là cỗ kia tiên thiên cực phẩm binh khí chiến tranh điều khiển phương pháp binh khí chiến tranh, mỗi đề thăng một cái cấp bậc, trình độ phức tạp, cũng đi theo chỉ số cấp thượng thăng. Thao tác, độ khó cũng lớn hơn. Binh khí chiến tranh mặc dù không dựa dẫm võ giả tu vi, chỉ cần biết được thao tác phương thức. Bất luận cái gì tu vi võ giả, đều có thể bộc phát ra binh khí chiến tranh chiến lực mạnh. Nhất, nhưng vạn sự vạn vật, đều có hắn yêu khuyết điểm. Binh khí chiến tranh mặc dù đối với võ giả tu vi không có bất kỳ cái gì yêu cầu nhưng mà hắn điều khiển trình độ phức tạp, nhưng còn xa không phải phổ thông pháp bảo có thể so sánh. Không phải chuyên nghiệp tướng sĩ mà nói, thật đúng là không cách nào hoàn mỹ điều khiển những thứ này vô cùng phức tạp binh khí chiến. Tranh, khi lấy được cái này 10 bộ binh khí chiến tranh sau đó, Trương Thành lập tức điều động cơ quan danh tinh nhuệ, bắt đầu toàn lực ứng phó nghiên cứu những thứ này binh khí chiến tranh điều khiển phương pháp một khi bọn hắn cơ quan doanh hoàn toàn nắm giữ cái này 10 bộ binh khí chiến tranh điều khiển. Phương pháp, như vậy, bọn hắn cơ quan doanh sẽ nhảy lên mà trở thành huyền kiếm tông chiến lực tối cường đại quân. Đối với cơ quan doanh, sở kiếm thu là mảy may cũng không có keo kiệt. Hắn tại giao cho cơ quan doanh cái này 10 bộ binh khí chiến tranh đồng thời. Còn đưa bọn hắn số lớn linh thạch để cho bọn hắn có thể yên tâm lớn mật tiến hành thí nghiệm. Không cần cố kỵ linh thạch tiêu hao tại trong viễn cổ long cung di chỉ. Sở kiếm thu lấy được vượt qua 150 vạn tiên thiên linh thạch. Cái này khiến túi bên eo của hắn trống to, tại trên linh thạch sử dụng. Cũng biến thành hào khí rất nhiều. Đương nhiên, loại này bình thường thí nghiệm. Sở kiếm thu vẫn là để cơ quan doanh tận lực sử dụng cửu phẩm linh thạch. Mà không phải trực tiếp cầm tiên thiên linh thạch tới thử nghiệm, dù sao, tiên thiên linh thạch cần phải so cửu phẩm linh thạch chân quý nhiều lắm, công dụng cũng muốn càng thêm đông đảo. Binh khí chiến tranh đối với linh thạch tiêu hao, ngược lại là không có cái gì đẳng cấp yêu cầu, chỉ cần cung cấp phong phú lượng. Liền có thể bộc phát đầy đủ uy lực, không giống một chút cao dai linh phủ hoặc luyện chế pháp bảo. Nhất định phải cầu càng cao đẳng hơn năng lượng, mới có thể luyện chế thành công, sở kiếm thu tại đem những vật này giao cho cơ quan danh sau. Liền không có quản hắn đến hộ bộ lãnh 2.000 ức cân long nhà mễ, mang theo thôn thiên hổ. Thông qua vượt giới truyền tống trận, tiến vào hư lăng đại lục. Đi cùng hư lăng đại lục làm giao dịch đi, tính toán thời gian. Cũng đã đến cùng hư lăng đại lục ước định thời gian giao dịch. Đối với cùng hư lăng đại lục ở giữa sinh ý, sở kiếm thu vẫn luôn là 10 phần coi trọng. Mặc dù tại trong Đông Hải viễn cổ long cung di chỉ sở kiếm thu thu hoạch số lớn tiên thiên pháp bảo, huyền kiếm tông tạm thời tới nói. Cũng không thiếu tiên thiên pháp bảo, nhưng hư lăng đại lục như thế một cái không thua kém một chút nào thiên vũ đại lục mênh mông. Thế giới, có thể có được cũng không đơn chỉ chỉ có tiên thiên pháp bảo. Còn có số lớn những bảo vật khác tài nguyên, giống một chút tiên thiên linh dược, khoáng vật tài nguyên, đủ loại thiên tài địa bảo. Những vật này mặc dù hư lăng đại lục võ giả không cách nào lợi dụng nhưng đối với sở kiếm thu tới nói, lợi dụng lại hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu như có thể đem toàn bộ hư lăng đại lục tài nguyên đều khai phát lợi dụng, kia đối huyền kiếm tông tới nói, tác dụng nhưng là phi thường cực lớn, sở kiếm thu đi tới huyền cấp số 13 phong ấn thời. Điểm tịch uống nguyệt đã cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Trường mươi 21 cấp kiếm ý tôi thể đại trận. Đối với cùng sở kiếm thu giao dịch hư lăng đại lục cần phải so sở kiếm thu đều muốn càng thêm xem trọng nhiều lắm, cho nên. Tịch uống nguyệt tình nguyện mình tại ở đây chờ lâu một đoạn thời gian. Cũng tuyệt đối sẽ không để cho sở kiếm thu ở đây đợi nàng. Nàng mặc dù xem như đường đường nửa bước hóa kiếp cảnh cường giả. Nhưng đối với sở kiếm thu cái này khu khu nửa bước phi thăng cảnh võ giả. Lại là nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Bây giờ tịch uống nguyệt chức trách trọng tâm hoàn toàn đặt ở phụ trách cùng sở kiếm thu giao dịch bên trên. Đến nỗi địa cấp thứ bảy phong ấn chấn thủ nhiệm vụ. Đã sớm từ những thứ khác hư lăng đại lục võ giả tới phụ trách. Kể từ giải quyết huyền cấp phong ấn cùng hoàng cấp phong ấn sau đó, bây giờ hư lăng đại lục. Có rất nhiều nhân thủ có dư. Hơn nữa, cùng sở kiếm thu giao dịch từng ấy năm tới nay như vậy. Hư lăng đại lục cũng sẽ không lo nghĩ tài nguyên tu luyện khuyết thiếu phương diện đối với chấn thủ phong ấn võ giả, đó là thật nhiều thật nhiều long nha mễ cung ứng. Có phong phú long nha mễ cung ứng, trên hư lăng đại lục tại một cảnh giới này. Lắng động trên trăm vạn năm võ giả, rất dễ dàng đã đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Giống chấn thủ địa cấp thứ bảy phong ấn nhạc minh thần, trước đây không lâu. Cũng đã do trời diễn cảnh hậu kỳ. Đột phá đến thiên diễn cảnh đỉnh phong, đột phá đến thiên diễn cảnh đỉnh phong nhạc minh thần xem như trấn thủ địa cấp thứ bảy phong ấn chủ lực đã hoàn toàn là dư sai. Sở công tử, hổ đạo hữu nhìn thấy sở kiếm thu đến, tịch uống nguyệt lập tức tiến lên đón. Hướng sở kiếm thu thi lễ một cái, mỉm cười chào hỏi, lần. Này, thanh nhi cô nương như thế nào không đến, lại đổi thành hổ đạo hữu Tịch uống nguyệt liếc mắt nhìn thôn thiên hồ, cười hỏi, mấy lần trước giao dịch. Sở kiếm thu cũng là mang theo tiểu thanh điều tới, lần này nhưng lại đổi thành thôn thiên hồ ngược lại để tịch uống nguyệt có mấy phần kinh ngạc bất quá đối với nàng mà nói nàng vẫn là nguyện ý cùng thôn thiên hổ giao tiếp một chút cái này chỉ lớn bạch hổ miệng rất ngọt rất biết thảo nhân niềm vui nhìn lại ngốc manh khả ái cần phải so cái kia miệng lưỡi bén nhọn điêu ngoa ngạo kiêu tiểu thanh điểu dễ sống chung hơn nhiều phía trước ta có khác chuyện quan trọng muốn làm cho nên mới tạm thời để cho tiểu xòa điểu bồi tiếp lão đại tới mấy lần Bây giờ ta có rảnh rỗi, tự nhiên là ta bồi tiếp lão đại đến đây. Nơi nào cần phải cái kia tiểu xòa điều. Hơn nữa, cái kia tiểu xòa điều chọc giận ta lão đại, để cho lão đại giam, thôn. Thiên hổ lung lay cái kia ngốc manh khả ái đầu to. Có chút đắc ý nói, tại tịch uống nguyệt loại này nửa bước hóa kiếp cảnh trước mặt cường già. Nó cũng không dám tự xưng hổ ra. Ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội thôn thiên hồ từ trước đến nay cũng là rất có nhãn lực kính. Này nương môn thế nhưng là nửa bước hóa kiếp cảnh cường giả tuyệt đỉnh, nó nhưng đánh bất quá. Hơn nữa, này nương môn dáng dấp xinh đẹp như vậy, về sau thế nhưng là có khả năng rất lớn. Sẽ trở thành nữ nhân của lão đại, hay không đắc tội cho thỏa đáng. Tiểu thanh điều tại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai trong đất. Nghe được thôn thiên Hồ lời này, lập tức chọc giận gần chết cái này ngu xuẩn hồ thế mà tại tịch uống mặt trăng phía trước như thế tổn hại nó. Cái này để nó còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhưng thế nhưng, dù cho tiểu thanh điểu dù thế nào nổi trận lôi đình. Nó cũng không ra được hỗn độn đến tôn tháp bây giờ. Sở kiếm thu còn không có giải trừ đối với nó lệnh cấm túc. Nó có thể ra không được hỗn độn đến tôn tháp. Huống hồ, dù cho nó có thể rời đi hỗn độn đến tôn tháp. Cũng cầm thôn thiên hồ không thể làm gì, cùng dai bên trong nó còn đánh không lại thôn thiên hổ thì càng không cần phải nói. Bây giờ thôn thiên hổ còn cao hơn nó một cái đại cảnh giới. Nó bây giờ nếu là đi tìm thôn thiên hổ phiền phức, sẽ chỉ là đưa lên muốn bị đánh, tiểu thanh điều khí phải nghiến răng nghiến lợi. Lập tức quyết định muốn bắt đầu càng thêm điên cuồng tu luyện. Nó mắt nhìn bố trí tại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà kiếm ý tôi thể đại trận. Cuối cùng cắn răng một cái, cánh mở ra, bay vào 21 cấp kiếm ý tôi thể đại trận bên trong. Bắt đầu tu luyện, khi nó bay vào 21 cấp kiếm ý tôi thể đại trận một khắc này, vô cùng đáng sợ kiếm ý. Để nó toàn thân đều đau đến run rẩy lên. Lúc trước nó cũng là thử qua sử dụng 21 cấp kiếm ý tôi thể đại trận tu luyện qua. Nhưng mà bởi vì 21 cấp kiếm ý tôi thể đại trận uy lực thật là đáng sợ trong này tu luyện quá mức đau đớn, nó chỉ là thử một chút, cũng không dám thử nữa. Nhưng lần này, nó quả thực là bị nuốt thiên hồ kích thích. Quyết định sớm ngày đột phá thiên diễn cảnh, dễ tìm ngu xuẩn hồ tính sổ sách. Hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai trong đất. Đang tại luyện chế thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi sở kiếm thu kim long phân thân. Liếc mắt nhìn tại 21 cấp kiếm ý tôi thể đại trận bên trong tu luyện tiểu thanh điều. Trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng cái này tiểu xỏa điểu cùng phía trước một dạng. Chỉ là tại cái này 21 cấp kiếm ý tôi thể đại trận bên trong thử một chút. Chẳng mấy chốc sẽ chạy ra ngoài. Cái này tiểu xỏa điểu dạng gì tính tình, hắn là lại biết rõ rành rành. Không có ngoại giới bức bách cùng kích động, nó về mặt tu luyện. Cũng sẽ không như thế nào để bụng thì càng không cần phải nói vì tu luyện chịu đựng khổng lồ như vậy thống khổ. Nhưng lần này, nó lại có thể tại 21 cấp kiếm ý tôi thể đại trận bên trong ngốc lâu như vậy. Cái này quả thực để cho sở kiếm thu cảm thấy có mấy phần ngoài ý muốn, xem ra. Cái này tiểu xỏa điểu, lần này là thật sự bị kích thích. Tịch uống nguyệt nghe được thôn thiên hổ mở miệng một cái tiểu xỏa điểu. Im lặng một cái tiểu xỏa điểu, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc thần sắc. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, cái kia tiểu thanh điểu là bực nào ngạo kiều, hơi chạm thử. Liền sẽ trực tiếp xù lông, thì càng không cần phải nói, bị người như vậy xưng hô. Nàng cũng không biết thôn thiên hồ đến tột cùng là ở sau lưng xưng hô như vậy cái kia tiểu. Thanh điểu, vẫn là tại cái kia tiểu thanh điểu trước mặt cũng là xưng hô nó như vậy. Bất quá tịch uống nguyệt mặc dù trong lòng hiếu kỳ. Nhưng nàng nhưng cũng không có đi nhúng tay những chuyện này đối với thôn thiên hổ những lời này nàng cũng chỉ là cười cười mà thôi dù sao làm một ngoại nhân nàng là không thích hợp chen vào sở kiếm thu linh sủng ở giữa mâu thuẫn bằng không cái này khó tránh khỏi sẽ tăng thêm sở kiếm thu cái nhìn đối với nàng sở kiếm thu đem hai nghìn ức cân long nha mễ cùng một hồ lô hoang cổ linh khê rượu giao cho tịch uống nguyệt từ tịch uống nguyệt nơi đó đổi lấy số lớn mảnh vỡ pháp bảo tiên thiên linh dược cùng đủ loại thiên tài địa bảo bây giờ sở kiếm thu cùng hư lăng đại lục ở giữa giao dịch đã không giới hạn trong tiên thiên pháp bảo tiên thiên linh dược cùng mảnh vỡ pháp bảo chỉ cần hư lăng đại lục có thể lấy ra vật có giá trị mặc kệ là linh quáng linh dược vẫn là công pháp võ kỹ sở kiếm thu đều thu mà đối với đây hết thảy hư lăng đại lục tự nhiên là cầu còn không được vui mừng quá đỗi nếu như sở kiếm thu chỉ là thu mảnh vỡ pháp bảo tiên thiên linh dược cùng tiên thiên pháp bảo ba món đồ này mà nói hư lăng đại lục còn có mấy phần phát sầu dù sao hư lăng đại lục mảnh vỡ pháp bảo cùng tiên thiên linh dược cùng với tiên thiên pháp bảo dù cho số lượng nhiều hơn nữa nhưng miệng ăn núi lở lâu dài xuống cuối cùng vẫn là sẽ có tiêu hao hết một ngày nhưng mà sở kiếm thu đem giao dịch phạm vi mở rộng đến nước này. Bọn hắn hư lăng đại lục có thể lấy ra đồ giao dịch nhưng là nhiều lắm. Lấy hư lăng đại lục mênh mông, dự trữ linh dược, linh quáng. Cùng với đủ loại thiên tài địa bảo. Hoàn toàn đủ để cho dạng này giao dịch duy trì mấy trăm vạn năm thậm chí mấy chục triệu năm. Cũng không có vấn đề gì. Trường 4804 thắp sáng 51 ngôi sao đấu mấy trăm vạn năm thậm chí mấy chục triệu năm. Lấy huyền kiếm tông cung cấp cho bọn hắn tài nguyên tu luyện. Bọn hắn hư lăng đại lục đi qua thời gian dài rằng giặc như vậy. Thực lực không biết trưởng thành đến cái tình trạng gì. Đến lúc đó, đoán chừng không những sớm đã giải quyết cốt ma tộc tai họa ngầm. Hơn nữa, liền bị nhiễm ô thiên địa linh khí cũng dần dần khôi phục cho nên. Đối với sở kiếm thu cách làm này, hư lăng đại lục càng là cảm kích không thôi mà sở kiếm thu đối với cái này một chuyện làm ăn. Cũng cũng rất là hài lòng, hắn chỉ là dùng một chút long nha mễ. Liền có thể để cho hư lăng đại lục số lớn thiên diễn cảnh cường giả cho hắn đi làm. Mở cho hắn thu thập tụ tập đủ loại thiên tài địa bảo, loại chuyện này, sao lại không làm. Tại hoàn thành giao dịch sau, sở kiếm thu cũng không có ở đây chờ lâu. Rất nhanh liền hướng tịch uống nguyệt cáo từ cưỡi thôn thiên hổ rời đi, trở lại Nam Châu sau sở kiếm thu đem lần giao dịch này có được mảnh vỡ pháp bảo. Toàn bộ đều để hỗn độn đến tôn tháp cho nuốt lấy. Hỗn độn đến tôn tháp tại nuốt nhiều như vậy mảnh vỡ pháp bảo sau đó. Lập tức triệt đề đốt sáng lên hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà 51 ngôi sao đấu. Triệt đề tháp sáng thứ 51 ngôi sao đấu cần năng lượng lấy sở kiếm thu đoán chừng. Cũng không sai biệt lắm tương đương với 5.000 ức cửu phẩm linh thạch sau khi thứ 51 ngôi sao đấu được thắp sáng. Hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà tinh quang lại nồng nặc một lần, tinh quang hiệu quả. Đạt đến cửu phẩm linh thạch 6 vạn lần. Lúc này, hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà tu phục cương vực lại làm lớn ra một lần. Đã đạt đến tương đương với 32 cái trung châu lớn nhỏ, đang bị điểm sáng thứ 50. Mốt ngôi sao đấu bên trong, sở kiếm thu vừa được một lần phù trận truyền thừa lần này đạt được phù trận truyền thừa là một cái tên là đại canh kim chiến trận trận pháp đại canh kim chiến trận là một loại thích hợp với chiến trận binh giáp ở giữa liên hợp chiến đấu cường đại chiến trận chiến trận binh giáp tại kết thành đại canh kim chiến trận sau lại phát ra lấy một cỗ sắc bén vô cùng canh kim chi khí không ai địch nổi tại tiếp thụ xong lần này phù trận truyền thừa sau đó sở kiếm thu trong lòng không khỏi kinh hỉ vô cùng cái này Đại canh kim chiến trận, cơ hồ tương đương với là vì chiến trận binh giáp liên hợp chiến đấu đo thân mà làm, có cái này. Đại canh kim chiến trận, đồng dạng số lượng chiến trận binh giáp. Đủ khả năng bộc phát ra chiến lực sẽ trực tiếp đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Sở Kiếm Thu tại đem cái này Đại canh kim chiến trận sơ bộ lĩnh hội sau đó, liền đem cái này Đại canh kim chiến trận truyền thụ cho Lương Nhạn Linh cùng Cống Hàm Uẩn cùng một đám quân bộ chiến tướng để các nàng dùng cái này đại canh kim chiến trận tới huấn luyện dưới quyền đại quân khi lấy được cái này đại canh kim chiến trận sau đó lương nhạn linh trong lòng chỉ cảm thấy kinh diễm không thôi xem như huyền kiếm tông quân bộ phó soái lương nhạn linh tại chiến tướng về thiên phú cũng là cao vô cùng chính nàng độc chế cường đại chiến trận liền có không ít nhưng nàng chính mình sáng tạo những cái kia chiến trận cùng cái này đại canh kim chiến trận so sánh. Nhưng chính là tiểu vu kiến đại vu, nhìn thấy tinh diệu như thế thần kỳ chiến trận. Lương nhạn linh sợ hãi than đồng thời, cũng bắt đầu như si mê như say xưa mà nghiên cứu. Cái này đại canh kim chiến trận, cho nàng rất nhiều dẫn dắt một chút nàng bình thường không nghĩ tới phương thức tác chiến. Đi qua cái này đại canh kim chiến trận dẫn dắt sau. Nàng linh cảm liền liên tục không ngừng tuôn ra đi ra. Lương Nhạn Linh bình thường ngoại trừ tự thân khắc khổ tu luyện, huấn luyện đại quân bên ngoài. Cũng thường xuyên sẽ chạy đến Huyền Kiếm Tông tàng kinh các bên kia. Đọc đại lượng có liên quan chiến trận cùng binh pháp điển tịch cho nên, Lương Nhạn Linh chiến tướng tạo nghệ là vô cùng vô cùng cao. Cái này đại canh kim chiến trận mặc dù rất là phức tạp và thần diệu. Nhưng Lương Nhạn Linh lĩnh ngộ lại cũng không khó khăn cống hàm uẩn ở phương diện này thiên phú cũng không giống như lương nhạn linh kém bao nhiêu hơn nữa tại chiến trận binh giáp điều khiển thiên phú phương diện nàng so với lương nhạn linh còn có phần hơn mà không bằng hai người một phen nghiên cứu đi qua sơ bộ lĩnh ngộ cái này đại canh kim chiến trận sau đó liền lập tức bắt đầu dùng cái này đại canh kim chiến trận tới thao luyện dưới quyền đại quân huyết ma tông tổng bộ một tòa u ám âm trầm trong đại điện Âm vang một tiếng thật lớn, một cỗ cường đại khí thế. Từ trong đại điện một bộ ngồi xếp bằng thân ảnh trên thân bộc phát ra, ha. Ha ha, ta chạm sầm, cuối cùng đột phá đến thiên diễn cảnh hậu kỳ, đạo. Thân ảnh này từ dưới đất đứng lên, ngửa mặt lên trời đắc ý ha ha cười nói. Một ngày này, hắn đã chờ bao lâu, hôm nay. Cuối cùng đã được như nguyện, đột phá thiên diễn cảnh hậu kỳ hắn thì tương đương với chân chính đứng ở cái này thế giới đỉnh phong nhất. Từ đây cũng không tiếp tục sợ bất luận kẻ nào. Chạm sầm một hồi sau khi cười to tâm tình rất tốt rời đi tòa đại điện này. Chính thức xuất quan, tại sau khi xuất quan, chạm sầm vốn định chúc mừng một phen. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết được chạm mạc đã rơi xuống tin tức. Cái này khiến chạm sầm nguyên bản rất tốt tâm tình. Trong nháy mắt liền âm trầm xuống, mặc dù đối với đứa con trai này hắn cũng thường xuyên giận hắn không tranh đối với hắn không có gì tiền đồ cùng thành tựu cũng rất tức tối nhưng dù nói thế nào cái này cũng là con trai duy nhất của hắn chính mình con độc nhất bị giết chạm sầm há lại sẽ không giận việc này ai làm chạm sầm sắc mặt âm trầm ngữ khí lạnh như băng hỏi đi qua điều tra của chúng ta thiếu chủ hẳn là chết ở trong tay sở kiếm thu đại hộ pháp nhị hách cung kính nói Trước kia, hắn có lẽ còn dám lấy bình đẳng tư thái đối đãi chạm sầm, nhưng bây giờ... Chạm sầm đã đột phá đến thiên diễn cảnh hậu kỳ, thực lực đại trướng. Liền hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng chống lại. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, vào lúc này chạm sầm trước mặt nhị hách tư thái. Tự nhiên cũng liền hạ thấp rất nhiều, sở kiếm thu, lại là sở kiếm thu. Chạm sầm nghe vậy, vỗ chỗ ngồi tay ghế, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc ngữ khí lạnh như băng nói, tiểu súc sinh này, nhiều lần hỏng ta huyết ma tông đại sự. Bây giờ còn giết con ta, không giết tiểu súc sinh này, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Trước kia sở kiếm thu truy sát chạm mạc, chạm mạc đã từng hướng hắn cầu viện binh. Mà vì cứu chạm mạc, hắn mấy lần cách xa xôi khoảng cách, xé rách vết nứt không gian ra tay. Nhưng hắn ngay lúc đó ra tay, không những không thể ngăn cản sở kiếm thu truy sát ngược lại bị sở kiếm thu đánh bể không gian thông đạo, dẫn phát không gian loạn lưu rào sát. Để cho hắn tổn thất một tay nắm, mỗi khi nhớ tới chuyện này. Chạm sầm trong lòng liền một hồi nổi giận phừng phừng. Chạm sầm giận dữ, đại điện bên trong. Lập tức tràn đầy giống như như thực chất sát cơ lạnh như băng, toàn bộ trong đại điện. Người người đều cảm giác đều một cỗ nặng nề như núi áp lực đè ở trong lòng bên trên. Để cho bọn hắn cảm giác cơ hồ ngạt thở giờ khắc này, không người nào dám lên tiếng, đại điện bên trong. An tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nhị. Hách, người không phải nói, người từng tại thiên phượng cung xếp vào qua một cái trọng yếu. Quân cờ sao? Chạm sầm tại một hồi nổi giận đi qua, tỉnh táo lại, nhìn về phía một bên nhị hách. Lạnh giọng hỏi, một quả này quân cờ, bây giờ còn sống sót, bẩm Tông chủ, nàng còn sống, hơn nữa, nàng bây giờ đã đột phá đến thiên diễn cảnh. Nhị hách nghe vậy, cung kính nói. Rất tốt, vậy thì khởi động con cờ này, ta muốn cho huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung chuẩn. Bị một món lễ lớn, để cho huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung, trả giá vốn có đại giới, chạm. Sầm ánh mắt lạnh như băng nói. Trường năm quân cờ. Thiên phượng cung, một ngọn núi trong đại điện, đang tu luyện thạch thiến liễu. Bỗng nhiên mở mắt, bàn tay nàng một tấm, trong tay xuất hiện một cái thông tin lệnh bài nàng thần niệm thấm vào đọc đến thông tin lệnh bài bên trong tin tức thật lâu đi qua thạch thiến liễu trên mặt thoáng qua vẻ lạnh như băng nụ cười một ngày này rốt cuộc đã đến thạch thiến liễu trong miệng thì thào nói nàng đợi một ngày này chờ đến thực sự quá lâu nhưng tiếc là qua nhiều năm như vậy huyết ma tông bên kia vẫn không có để cho nàng làm ra hành động gì mà là để cho nàng tiếp tục tại thiên phượng cung ẩn núp mấy trăm năm trước nàng vì ham quyền hạn liền đã cùng huyết ma tông cấu kết đi lên con đường không lối về này trước kia nhậm chức thiên phượng cung chủ mang theo một đám thiên phượng cung cao thủ từ biên cương trở về trên đường lọt vào huyết ma tông phục kích chính là nàng tiết lộ thiên phượng cung hành tung vốn cho rằng nhờ vào đó tiêu diệt thiên phượng cung đối với nàng có uy hát iota cao tầng sau nàng liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận thiên phượng cung chủ chi vị, nhưng tiếc là trời không tại lòng người, về sau phát sinh đủ loại. Hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của nàng. Thẳng đến sở kiếm thu cùng huyền kiếm tông xuất hiện càng làm cho nàng thua thất bại thảm hại. Kém chút ngay cả tính mạng cũng bị mất. Thiên phượng cung mặc dù cuối cùng tha nàng một mạng. Nhưng mà thạch thiến liễu đối với cái này cũng không có mảy may cảm kích mà là vẫn luôn đối với thiên phượng cung cùng huyền kiếm tông hận thấu xương những năm gần đây nàng tại huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung khắp nơi chịu đến xa lánh liền cơ bản nhất thiên phượng cung ngoại môn đệ tử đều có thể hưởng thụ được huyền kiếm tông những cái kia thần diệu vô biên tài nguyên tu luyện nhưng mà nàng thạch thiến liễu xem như khi xưa thiên phượng cung đại trưởng lão lại không có đãi ngộ như vậy vì nhận được huyền kiếm tông tài nguyên tu luyện nàng những năm gần đây không thể không cho Phong Ca Lan đi làm, thông qua Phong Ca Lan chi thủ mới có thể gián tiếp nhận được Huyền Kiếm Tông tài nguyên tu luyện. Những năm này gian khổ dẫy ruộng, tân tân khổ khổ mà cho Phong Ca Lan làm ruộng, nhận nhiệm vụ. Thật vất vả tích lũy đến đầy đủ tài nguyên để cho nàng cũng đột phá đến thiên diễn cảnh. Nếu không có Phong Ca Lan trợ giúp mà nói, nàng không cách nào nhận được Huyền Kiếm Tông những cái kia tài nguyên tu luyện. Chỉ sợ nàng đến bây giờ, liền phi thăng cảnh đỉnh phong cũng không biết có thể hay không đột. Phá, càng là như thế, nàng đối với huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung thì càng hận thấu xương. Suy nghĩ có một ngày, có thể hủy đi huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung. Đem la yên ngọc tiểu tiện nhân kia dẫm ở dưới lòng bàn chân, hung hăng trà đạp một phen. Báo đáp phục những năm gần đây, nàng chịu uất khí hôm nay nàng cuối cùng đợi đến cơ hội này huyết ma tông tổng bộ tông chủ ta liên lạc viên kia quân cờ đã đem chỉ lệnh phân phó nhị hách hướng chạm sầm cung kính thi lễ một cái đạo thạch thiến liễu chính là trước kia hắn tự mình ra tay thu phục một cái thiên phượng cung quân cờ vốn là tại trong kế hoạch của hắn là nghĩ trước tiên lợi dụng thạch thiến liễu khống chế thiên phượng cung sau đó lại mượn nhờ thiên phượng cung thấm vào đạo minh các đại trong thế lực để cho thiên phượng cung trở thành huyết ma tông tại đạo minh nội bộ trọng yếu nhất nhãn tuyến thiên phượng cung mỹ nữ tụ tập chỉ cần để cho thạch thiến liễu hạ lệnh đem thiên phượng cung đệ tử đưa cho các đại thế lực nhân vật trọng yếu làm thị thiếp hoặc đồ chơi có thiên phượng cung những thứ này nhãn tuyến mai phục bọn hắn huyết ma tông đối nhân tộc tin tức nội bộ liền có thể rõ như lòng bàn tay bất quá đáng tiếc kế hoạch của hắn là mỹ hảo nhưng trên đường lại xuất hiện cái này đến cái khác ngoài ý muốn. Đầu tiên là sở tương trời đánh thượng thiên phượng cung, tự mình đứng ra cho La Yên Ngọc giữ thể diện, để cho thạch thiến liễu tiếp nhận thiên phượng cung chủ chi vị ý đồ thất bại về sau sở tương. Thiên sau khi biến mất thạch thiến liễu kế hoạch sắp thực hiện lúc, sở tương thiên nhi tử lại giết đi ra. Lần này, sở tương thiên nhi tử so sở tương thiên làm được càng thêm triệt đề trực tiếp triệt để hủy diệt thạch thiến liễu nhiều năm trước tới nay tân tân khổ khổ kinh doanh tâm huyết liền thạch thiến liễu đều kém chút khó giữ được tính mạng đã như thế liền để nhị hách năm đó kế hoạch triệt để rơi vào khoảng không nhưng cũng may thạch thiến liễu con cờ này vẫn như cũ còn sống bọn hắn huyết ma tông cuối cùng vẫn là có thể trong tay nắm giữ huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung bộ phận tin mà bây giờ trước kia chôn con cờ này cũng sẽ trở thành bọn hắn kế hoạch tiếp theo bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng cửu khê đại lục phong ca lan đang đánh lý lấy một mảnh mênh mông long nha mễ ruộng lúa bây giờ nàng mỗi ngày sinh hoạt ngoại trừ thông thường tu luyện chính là đủ loại ruộng hoặc ngẫu nhiên tiếp tiếp những cái nhiệm vụ khác kiếm lấy chiến công loại ngày này trải qua cũng coi là bên trên tiêu dao khoái hoạt hơn nữa nàng có thạch thiến liễu cho nàng đi làm thời gian trải qua so với bình thường thiên phượng cung đệ tử đều càng thêm thoải mái thạch thiến liễu không có lệnh bài thân phận huyền kiếm tông không cách nào thông qua kiếm lấy chiến công hối đoái tài nguyên tu luyện thạch thiến liễu muốn thu được huyền kiếm tông tài nguyên tu luyện nhất định phải thông qua tay của nàng hỗ trợ thu hoạch cho nên thạch thiến liễu đường tắt duy nhất chính là cho nàng đi làm mà thạch thiến liễu giúp nàng đi làm kiếm được chiến công phong ca lan không có khả năng toàn bộ đều toàn ngạch hối đoái tài nguyên cho thạch thiến liễu chắc chắn cũng sẽ lưu lại cho mình một bộ phận cho nên tương đối mà nói phong ca lan tài sản so với bình thường thiên phượng cung đệ tử là muốn phong phú nhiều bằng vào kiếm được phong phú chiến công phong ca lan bây giờ cũng đã tu luyện đến nửa bước thiên diễn cảnh có thể đi đến hôm nay một bước này lúc trước phong ca lan không cách nào tưởng tượng đối với trước mắt chính mình qua thời gian phong ca lan trong lòng kỳ thật vẫn là có chút hài lòng đương nhiên nếu như khác thiên phượng cung đệ tử không có đối với nàng xa lánh mà nói cuộc sống của nàng còn có thể trải qua càng tốt hơn một chút nhưng tiếc là phàm là biết kinh nghiệm của nàng thiên phượng cung đệ tử cùng huyền kiếm tông võ giả đều chú định không thể lại cùng nàng đi được quá gần phong ca lan tại huyền kiếm tông bên trong cũng nhất định sẽ là cô độc duy nhất dám cùng nàng người thân cận cũng chính là so với nàng thảm hại hơn thạch thiến liễu phong ca lan bây giờ ngoại trừ phải đề phòng một chút nam cung nhiễm tuyết chi bình thường cũng không có cái gì khác lo lắng sự tình liền sở kiếm thu giống như cũng đã đem nàng quên nhưng sở kiếm thu giống như đem nàng quên nam cung nhiễm tuyết cũng không có quên nàng chỉ cần tìm được cơ hội nam cung nhiễm tuyết cũng sẽ tìm đến phiền phức của nàng bất quá theo thực lực của nàng không ngừng tăng lên nàng bây giờ ngược lại cũng không như thế nào e ngại nam cung nhiễm tuyết nam cung nhiễm tuyết bây giờ là nửa bước thiên diễn cảnh tu vi nàng đồng dạng cũng là nửa bước thiên diễn cảnh tu vi hai người tại cùng một cảnh giới thực lực không kém nhiều tăng thêm nàng có thạch thiến liễu cho nàng đi làm thậm chí tài sản so với Nam Cung nhiễm tiết đều phong phú hơn một chút. Tại Pháp bảo trang bị lên, đương nhiên sẽ không so Nam Cung nhiễm tiết yếu. Thậm chí bằng vào Pháp bảo bên trên ưu thế, nàng có khi đều có thể đè Nam Cung nhiễm tiết một đầu, đương nhiên. Phong Ca Lan mặc dù có khi có thể vượt trên Nam Cung nhiễm tiết một đầu, nhưng nàng cũng không dám làm được quá mức. Dù nói thế nào, Nam Cung nhiễm tiết cũng là sở kiếm thu nhân tình một trong nàng tại huyền kiếm tông bên trong địa vị mặc dù không có tả khưu thương trúc hạ u hoàng nhan thanh tiết mấy người nữ nhân cao nhưng nếu là động nàng mà nói đoán chừng sở kiếm thu cũng sẽ không bỏ qua chính mình cho nên có khi phong ca lan tại cùng nam cung nhiễm tiết tranh đấu quá trình bên trong mặc dù chiếm thượng phong nhưng cũng biết có chừng có mực sẽ không làm quá mức miễn cho gây nên sở kiếm thu chú ý chương 4806 Đông Nam Châu. Trước kia chính mình thật vất vả mới bảo vệ được một cái mạng. Phong Ca Lan là phi thường chân quý bây giờ cuộc sống, cho nên. Nàng bình thường cũng là vô cùng trung thực. Chưa bao giờ dám làm cái gì yêu, liền cùng nam cung nhiễm tiết trong tranh đấu. Cũng là khắp nơi nhường nhịn. Đang tại Phong Ca Lan xử lý long nhà mễ ruộng lúa thời điểm, lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa bay tới thạch trưởng lão ngươi không phải trở về bế quan tu luyện sao như thế nào hôm nay có rảnh tới phong ca lan nhìn xem bay tới thạch thiến liễu hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm thạch thiến liễu vừa mới đột phá thiên diễn cảnh không lâu nàng trong khoảng thời gian này thường xuyên đều tại thiên phượng cung nàng lúc đầu chỗ ở bế quan tu luyện rất ít đi ra hoạt động hôm nay nàng như thế nào đột nhiên ở không chạy ra ngoài thạch thiến liễu mặc dù cũng sớm đã bị thiên phượng cung chủ lấy xuống đại trưởng lão danh hiệu nhưng phong ca lan tại xưng hô nàng thời điểm y nguyên vẫn là xưng hô nàng là thạch trưởng lão thạch thiến liễu mặc dù bây giờ đã thất thế nhưng dù nói thế nào nàng bây giờ dù sao cũng là một cái thiên diễn cảnh cường giả ít nhất tại trên thực lực muốn so mình bây giờ phải cường đại hơn nhiều có thể không đắc tội nàng vẫn là tận lực ít tội nàng huống hồ phong ca lan nhận được mệnh lệnh sở kiếm thu vẫn luôn là phụ trách nhìn chăm chú vào thạch thiến liễu nhất cử nhất động cũng không thể cùng nàng quan hệ khiến cho quá căng mặc dù bây giờ thạch thiến liễu tại huyền kiếm tông cùng thiên phượng trong cung cũng sớm đã không quan hệ quan trọng phong ca lan cảm giác chính mình nhiệm vụ này cũng là có cũng được mà không có cũng không sao nhưng cho dù như thế nàng cũng y nguyên vẫn là không dám quên chức trách của mình trước kia nếu không phải là sở kiếm thu cần nàng tới canh chừng nổi thạch thiến liễu mà nói chỉ sợ nàng cũng sớm đã chết nơi nào còn có thể sống đến bây giờ có thể nói tương đương với thạch thiến liễu cho nàng cái này mạng sống cơ hội đối với mình nhiệm vụ phong ca lan tự nhiên cũng từ đầu đến cuối cũng không dám chậm trễ chỉ cần sở kiếm thu một ngày không có hủy bỏ mệnh lệnh này nàng nhất định phải một mực cẩn trọng mà thi hành theo không có gì bế quan tu luyện đến lâu ta cũng nghĩ ra tới hít thở không khí thạch thiến liễu nói kế tiếp hai người tại đem mảnh này long nha mễ ruộng lúa xử lý một phen sau đó đi về nam châu thời điểm thạch thiến liễu đột nhiên nói phong ca lan chúng ta cả ngày ở đây làm ruộng như vậy cũng không thú cực kỳ không bằng chúng ta đi đón một chút những cái nhiệm vụ khác tiếp nhiệm vụ gì phong ca lan hỏi liền tiếp thanh trừ huyết ma tông nhiệm vụ thạch thiến liễu nói thanh trừ huyết ma tông nhiệm vụ phong ca lan nghe vậy không khỏi khẽ giật mình nàng vừa cười vừa nói thạch trưởng lão không phải vẫn đối với nhiệm vụ này không cảm thấy hứng thú sao như thế nào hôm nay đột nhiên nghĩ nhận nhiệm vụ này trước đó thực lực của ta còn yếu tự nhiên không muốn chạy đi chịu chết bây giờ ta đột phá đến thiên diễn cảnh cũng có sức tự vệ thế gian có thể giết ta người cũng không mấy cái tiếp một chút nhiệm vụ này cũng vẫn là có thể nếu là vận khí tốt có thể đủ nhiều giết vài tên huyết ma tông võ giả cũng có thể cho chúng ta kiếm nhiều một điểm chiến công thạch thiến liễu nói ân cũng tốt đã như vậy vậy chúng ta liền xuất phát a à. phong ca lan nghe vậy chỉ là hơi trầm ngâm một chút liền đáp ứng xuống nàng vừa cười vừa nói chỉ là hiện tại xuất thủ chỉ sợ cũng rất khó có cái gì chiến quả Bây giờ huyết ma tông người, đã giống rùa đen rút đầu co đầu rút cổ. Muốn tìm được huyết ma tông dư nghiệt, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Liền đi thử thời vận A, à, nói không chừng, vận khí của chúng ta tốt hơn đâu, thạch. Thiên liễu nói, huống hồ, dù cho tìm không thấy huyết ma tông võ giả. Chúng ta cũng quyền đương đến thiên vũ đại lục các nơi giải sầu. Sống nhiều năm như vậy, toàn bộ trung châu. Ta đều còn chưa tới qua bao nhiêu chỗ đâu, thừa cơ hội này chúng ta khắp nơi dạo chơi cũng tốt phong ca lan ngươi hẳn là cũng chưa từng tới bao nhiêu chỗ a à. ta nơi nào có cơ hội gì đã đến quá nhiều chỗ phong ca lan tự giễu cười nói trước kia thực lực của ta còn nhỏ yếu toàn bộ trung châu nam bộ đều đủ ta đi dạo còn có thể đi nơi nào mà chờ ta thực lực trưởng thành thời điểm lại đắc tội sở kiếm thu cùng nam cung nhiễm tuyết liền càng thêm không dám trương dương cho tới bây giờ Nam cung nhiễm tuyết đều không chịu buông tha ta, tùy thời đều muốn mệnh của ta đâu. Trung Châu cương vực quá mức mênh mông. Tại huyền kiếm tông tại Trung Châu các nơi bố trí truyền tống trận phía trước. Cho dù là thiên diễn cảnh cường giả, muốn đem Trung Châu đi dạo một lần. Đều không phải là một kiện chuyện dễ, cần hao phí thời gian dài răng rạc. Thì càng không cần phải nói trước kia tu vi thấp kém phong ca lan lấy thực lực ngươi bây giờ nam cung nhiễm tiết hẳn là không làm gì được ngươi a à thạch thiến liễu nhìn nàng một cái nói bây giờ nam cung nhiễm tiết đích xác không làm gì được ta nhưng ta cũng không dám đắc tội nàng địa vị của ta tại huyền kiếm tông cùng nàng là không cách nào sánh được huống hồ nàng vẫn là sở kiếm thu nhân tình có sở kiếm thu làm chỗ dựa tại huyền kiếm tông cũng có thể xông pha ta dù cho thực lực mạnh hơn nàng lại dám cầm nàng như thế nào, Phong Ca Lan tự diễu cười nói. Nghe được Phong Ca Lan lời này, Thạch Thiến liệu ánh mắt một hồi lấp lóe. Phong Ca Lan tại huyền. Kiếm tông cùng thiên phượng trong cung cảnh ngộ, đích xác cùng nàng không sai biệt lắm. Duy nhất so với nàng địa phương tốt là, Phong Ca Lan có lệnh bài thân phận huyền kiếm tông. Nàng lại không có. Cũng chính là cho là như thế, nàng mới đúng Phong Ca Lan rất là tín nhiệm, bởi vì lấy Phong Ca lan tại huyền kiếm tông bên trong tao ngộ chắc chắn cũng sẽ đối với huyền kiếm tông tràn ngập oán khí một khi có cơ hội nàng tin tưởng phong ca lan tuyệt đối cũng sẽ trả thù huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung dạng này rất tốt kế tiếp kế hoạch của nàng áp dụng cũng liền càng thêm dễ dàng đương nhiên phong ca lan cũng không thể tuyệt đối tín nhiệm kế hoạch này vẫn cẩn thận một điểm cho thỏa đáng tận lực cũng không cần để cho phong ca lan biết nội tình bên trong liền đem phong ca lan coi như chính mình một quân cờ tới dùng a à. nghĩ tới đây thạch thiến liễu cũng sẽ không do dự vừa cười vừa nói vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ bây giờ liền xuất phát thôi ân hảo phong ca lan nghe vậy gật đầu một cái nói ngược lại nàng bây giờ cũng không có chuyện quan trọng gì bồi tiếp thạch thiến liễu đi khắp nơi đi cũng tốt chính như thạch thiến liễu nói như vậy liền tạm thời cho là đến thiên vũ đại lục các nơi giải sầu thôi kể từ chính mình đột phá đến phi thăng cảnh sau cho tới bây giờ chưa từng đến thiên vũ đại lục các nơi dạo chơi qua đây hai người thông qua nam châu truyền tống trận bắt đầu ở trung châu các nơi tuần hành phong ca lan cùng thạch thiến liễu mặc dù tại huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung khắp nơi chịu đến xa lánh cũng không có ai hạn chế hành động của các nàng các nàng muốn đi nơi nào cũng vẫn là có thể thông qua truyền tống trận tự do hành động tại trung châu các nơi tuần hành sau một tháng thạch thiến liễu mang theo phong ca lan hướng về đông nam châu phương hướng bay đi thạch trưởng lão chúng ta đi đông nam châu làm gì phong ca lan thấy thế không khỏi tò mò hỏi đông nam châu là một cái bách tộc tạp cư chi địa ở đây sinh hoạt đủ loại các loại tộc đan vừa có nhân tộc yêu tộc cũng có hải tộc di tộc rồng rắn lẫn lộn mỗi thế lực rắc rối khó gỡ chương 4807 Đông Nam Châu. Mấu chốt là, Đông Nam Châu rồng rắn lẫn lộn, đủ loại thế lực rắc rối khó gỡ không nói. Còn thổ địa cằn cỗi, thiên địa linh khí mỏng manh. Không có cái gì đặc biệt thiên tài địa bảo sản xuất cho nên, cái địa phương này. Trung Châu các phương thế lực cũng là không hay quản lý. Liền huyền kiếm tông đang phát triển sau đó. Cũng rất ít chạy đến Đông Nam Châu đi khuếch trương địa bàn, dù sao cùng tiêu phí khí lực đi phát triển khối này đất nghèo còn không bằng tốn thêm chút thời gian đi mở mang cửu khê đại lục liền cửu khê đại lục sản vật đều phải so với đông nam châu phong phú cao cấp nhiều lắm cho nên huyền kiếm tông ngoại trừ tại đông nam châu mỗi chỗ bố trí một chút truyền tống trận liền không có làm động tác khác bình thường chạy tới đông nam châu người cũng rất ít đông nam châu có rất ít những người khác tới không chắc ở đây Chúng ta có thể phát hiện kinh hỉ gì đâu, thạch thiến liễu nói, ách tốt à, phong. Ca Lan nghe nói như thế, cũng chỉ đành ổn định lại đầu nói. Ngược lại nàng lần này đi ra, cũng không có ôm lấy bao lớn hy vọng. Càng nhiều vẫn là đi ra khắp nơi dạo chơi, giải sầu. Đến Đông Nam Châu nhìn một chút cũng được, Đông Nam Châu Bách tộc tạp cư. Cũng có thể nhìn thấy rất nhiều cùng chung châu khác biệt phong mạo hai người tiến vào Đông Nam Châu sau, tại Đông Nam Châu, lại đi dạo một hai tháng, một ngày này. Hai người đang tại một cái núi rừng bên trong du ngoạn thời điểm, lúc này. Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước một đạo huyết sắc nhân ảnh chấp động, đó là huyết ma tông người. Phong ca lan nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, thân thể chấn động. Trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc, nghĩ không ra, tại cái này cằn cỗi đông Nam Châu thật đúng là để cho nàng phát hiện huyết ma tông dấu vết, phong ca lan trực tiếp thân hình lóe Lên, liền hướng đạo kia huyết sắc nhân ảnh nhào tới. Thạch thiến liễu nhìn thấy một màn này. Trong mắt lóe lên một tia đắc ý thần sắc làm nền lâu như vậy. Trò hay rốt cuộc phải bắt đầu chính thức mở màn. Kỳ thực tại lúc mới bắt đầu, nàng vốn là dự định trực tiếp mang theo phong ca lan tới Đông Nam. Châu, nhưng cân nhắc đến chính mình cử động lần này, mục đích có thể hay không quá rõ ràng. Cuối cùng nàng vẫn là cải biến chủ ý, quyết định từ từ sẽ đến. Tận lực để cho sự tình lộ ra tự nhiên một chút. Tốt nhất là để cho Phong Ca Lan tự mình phát hiện những thứ này, bí mật. Mà không phải tại chính mình dẫn đạo dưới phát hiện. Nàng đối với Phong Ca Lan mặc dù tín nhiệm, nhưng mà xuất phát từ lý do cẩn thận vẫn là không thể để cho Phong Ca Lan biết mình thân phận cho thỏa đáng, trước mặt tên kia huyết ma tông võ giả chỉ là phi thăng cảnh đỉnh phong tu vi. Rất nhanh liền bị Phong Ca Lan đánh chết. Nếu như là thế lực khác võ giả, chỉ là so huyết ma tông võ giả cao một cái cảnh giới. Chưa hẳn đánh thắng được huyết ma tông võ giả, dù sao huyết ma tông võ giả thủ đoạn quỷ bí. Phệ huyết chi năng để cho người ta khó lòng phòng bị, một cái làm không tốt nói không chừng ngược lại sẽ thua bởi trong tay đối phương. Nhưng Phong Ca Lan xem như Thiên Phượng Cung đệ tử, nhưng là hoàn toàn khác nhau, nắm giữ Huyền Kiếm Tông đủ loại tài nguyên tu luyện. Huyền Kiếm Tông cùng Thiên Phượng Cung võ giả, cần phải so với khác cùng giai võ giả chiến lực cường đại hơn nhiều. Đừng nói là đối phó so với mình thấp một cảnh giới Huyết Ma Tông võ giả. Dù cho đối phó cùng mình cùng giai Huyết Ma Tông võ giả, huyền kiếm tông võ giả đều bình thản tự nhiên không sợ, thậm chí đều có thể giành thắng lợi. Ha ha, thạch trưởng lão, vận khí của chúng ta coi là thật không tệ. Thế mà tại cái này đất nghèo, thật đúng là phát hiện huyết ma tông dư nghiệt phong. Ca Lan đánh chết tên kia phi thăng cảnh đỉnh phong huyết ma tông võ giả sau. Rất là cao hứng nói. Đánh giết một cái phi thăng cảnh đỉnh phong huyết ma tông võ giả, thế nhưng là có thể kiếm lấy một nghìn vạn chiến công, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu là có thể đánh giết cái bốn năm mươi tên phi thăng cảnh đỉnh phong huyết ma tông võ giả mà. Nói kiếm được chiến công, thậm chí đều đầy đủ hối đoái một kiện tiên thiên hạ phẩm pháp bảo. Đích xác vận khí không tệ, chúng ta tiếp tục tại bốn phía tìm xem một chút, không chắc. Còn có thể gặp phải những thứ khác huyết ma tông võ giả đâu, thạch. Thiến Liễu hơi mỉm cười một cái đạo, ừ, chúng ta đi nhanh lên, Phong. Ca Lan gật đầu một cái, cao hứng nói. Lúc này, nàng hứng thú dâng trào, trong lòng cũng là tràn đầy đấu trí. Nếu như mình lần này, có thể thêm một bước tích lũy đầy đủ chiến công. Nói không chừng có thể so với nam cung nhiễm tiết trước một bước đột phá đến thiên diễn. Cảnh, đến lúc đó, chính mình nhưng là triệt để không cần sợ nàng. Mặc dù bây giờ, chính mình cùng nam cung nhiễm tiết đấu tranh tạm thời chiếm điểm thượng phong, nhưng mà phong ca lan không chút nào không dám buông lỏng. Dù sao, nam cung nhiễm tuyết tại phương diện võ đạo thiên phú, là muốn cao hơn nàng một điểm. Hơn nữa, nam cung nhiễm tuyết còn có sở kiếm thu cái này núi dựa lớn. Vạn nhất nàng leo lên giường sở kiếm thu, thông qua thổi một chút bên gối gió. Liền từ sở kiếm thu nơi đó thu được bó lớn tài nguyên. Chẳng lẽ có thể cấp tốc siêu việt chính mình? cho nên, Phong Ca Lan dù cho nhất thời chiếm thượng Phong. Lại nửa điểm cũng không dám buông lỏng, vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Hết tất cả khả năng, tăng cường chính mình thực lực. Nàng mỗi lần bế quan tu luyện, cũng là lựa chọn sử dụng chính mình đủ khả năng cực hạn chịu. Đựng kiếm ý tôi thể đại trận, cố nén kiếm ý tôi thể cái kia vô biên đau đớn. Tận khả năng mà rèn luyện chính mình thể phách, nện vững chắc chính mình căn cơ cũng chính bởi vì nàng liều mạng như vậy tu vi mới tăng lên nhanh như vậy thậm chí so với nam cung nhiễm tuyết đều muốn thắng một bậc phong ca lan cùng thạch thiến liễu tiếp tục tại đông nam châu bốn phía tuần hành lấy vài ngày sau các nàng lại gặp huyết ma tông võ giả lần này các nàng gặp phải huyết ma tông võ giả cũng không chỉ một vị mà là dòng giã năm cái hơn nữa cái này năm cái huyết ma tông võ giả tu vi thấp nhất một cái cũng là phi thăng cảnh đỉnh phong sau khi giết cái này năm tên huyết ma tông võ giả lại là mấy chục triệu chiến công tới tay cái này khiến phong ca lan hứng thú cao hơn lại qua mấy ngày các nàng lần nữa gặp huyết ma tông võ giả lần này gặp phải huyết ma tông võ giả lại có 9 tên trong đó còn có ba tên là nửa bước thiên diễn cảnh tu vi đối mặt nhiều máu như vậy ma tông võ giả hơn nữa trong đó còn có ba tên là nửa bức thiên diễn cảnh phong ca lan một người nhưng là không đối phó được lần này là thạch thiến liễu ra tay đem những thứ này huyết ma tông võ giả đánh chết đương nhiên cuối cùng chiến công vẫn là về đến phong ca lan trên đầu bởi vì thạch thiến liễu không có lệnh bài thân phận huyền kiếm tông nàng dù cho đánh giết nhiều hơn nữa huyết ma tông võ giả cũng không chiếm được bất luận cái gì chiến công lập tức thu được khổng lồ như vậy chiến công phong ca lan càng là hưng phấn mấy ngày nay kiếm được chiến công đều đạt đến mấy ức so với nàng tân tân khổ khổ làm ruộng mười mấy năm kiếm chiến công đều muốn nhiều nhưng thu hoạch khổng lồ nhưng cũng không có hoàn toàn làm cho hôn mê đầu óc của nàng kỳ quái cái này đông nam châu tại sao có thể có nhiều máu như vậy ma tông võ giả phong ca lan nghi ngờ nói chúng ta chẳng lẽ là đi vào huyết ma tông hang ổ a à? Tại Trung Châu, bây giờ nghĩ tìm được một cái huyết ma tông võ giả dấu vết cũng không tìm tới. Nhưng ở Đông Nam Châu, gần nhất một tháng này không tới thời gian. Nàng thế mà liên tiếp gặp mấy đợt huyết ma tông võ giả, hơn nữa tu vi còn cao. Số lượng cũng không ít, cái này khiến phong ca lan trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần cảnh. Giác, chương 4808 huyết ma tông hang ổ. Đây không phải chuyện tốt, thạch thiến liễu nghe vậy, vừa cười vừa nói, nếu quả thật phát hiện huyết ma tông hang ổ mà nói, ngươi lần này công lao. Coi như thật là khá lớn, ngươi về sau tại huyền kiếm tông bên trong. Địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên, ai cũng không dám xem nhẹ ngươi. Cho dù là nam cung nhiễm tiết, đoán chừng về sau cũng không dám trắng trợn ức hát yêu ta. Ngươi, nghe được thạch thiến liễu lời này, phong ca lan không khỏi một hồi tâm động. Đích xác nếu như nàng thật phát hiện huyết ma tông hang ổ mà nói, cái kia công lao chi lớn tuyệt đối sẽ viễn siêu thiên phượng cung bất cứ người nào nàng về sau tại huyền kiếm tông đĩa. vị nhưng là xa không phải bây giờ có thể so tại huyền kiếm tông hết thảy đều là bằng chiến công nói chuyện chiến công lớn người sẽ tự nhiên mà nhiên được tất cả mọi người tôn kính một khi chiến công của mình lớn đến mức nhất định nam cung nhiễm tiết nơi nào còn dám trắng trợn ức hát yêu ta chính mình chính mình không đi khi dễ nàng nàng cũng đã là cám ơn trời đất nghĩ tới đây phong ca lan trong lòng không khỏi một hồi lửa nóng đi chúng ta tiếp tục đi tìm kiếm huyết ma tông dấu vết phong ca lan ánh mắt lửa nóng nói nhìn thấy một màn này thạch thiến liễu trong lòng âm thầm một hồi đắc ý phong ca lan vào cấu hai người tiếp tục tại đông nam châu tìm tòi nửa tháng sau hai người lại gặp một đợt huyết ma tông võ giả một lớp này huyết ma tông võ giả So với trước các nàng gặp được bất luận cái gì gầy ra huyết ma tông võ giả. Số lượng phải hơn rất nhiều. Những thứ này huyết ma tông võ giả số lượng lại đã đạt tới 20 tên. Trong đó cơ hồ có một nửa cũng là nửa bước thiên diễn cảnh tu vi, nhìn thấy một màn này. Phong Ca Lan không khỏi lấy làm kinh hãi. Ở đây thế mà tụ tập có nhiều như vậy huyết ma tông võ giả, chẳng lẽ là các nàng thực sự là xông vào huyết ma tông hang ổ hay sao, chúng ta muốn động thủ sao, thạch. Thiến liễu hỏi, đừng, đừng. Phong ca lan vội vàng nói, chúng ta trước tiên không cần đả thảo kinh xà. Xem trước một chút bọn hắn đến tột cùng muốn đi đâu, hai. Người đi theo ở sóng này huyết ma tông võ giả sau lưng, phi hành hơn 10 ngày thời gian. Đi tới trong một chỗ cực kỳ sơn cốc bí ẩn. Sơn cốc này cực lớn, nhưng lại vô cùng tĩnh mịch kinh khủng, sơn cốc có trọng trọng xương máu bao phủ, khó mà thấy rõ tình huống bên trong, tại miệng sơn cốc lại là thủ vệ xâm nghiêm. Không ngừng có huyết ma tông võ giả, trong sơn cốc ra ra vào vào lấy. Những thứ này huyết ma tông võ giả số lượng nhiều. Đạt đến một cái cực kỳ dọa người tình cảnh, nhìn thấy một màn này. Phong ca lan khiếp sợ trong lòng vô cùng, giờ khắc này, nàng ý thức được khả năng. Nàng thật sự phát hiện huyết ma tông hang ổ phong ca lan không dám lộ ra nàng cẩn thận từng ly từng tí cùng thạch thiến liễu chậm rãi sau lui mãi đến xa xa rời đi sơn cốc kia nàng lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra nếu như vừa rồi tung tích của các nàng bị phát hiện như vậy các nàng lần này nhưng là chết chắc còn tốt lần này nàng mang theo liễm tức phù chỉ cần không phải bộc phát chiến đấu kịch liệt trên người nàng tu vi khí tức liền có thể hoàn mỹ thu liễm lại còn thực sự là huyết ma tông hang ổ phong ca lan vẫn có mấy phần khó có thể tin nói nàng không nghĩ tới thế mà thật làm cho chính mình phát hiện huyết ma tông hang ổ phải biết huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung không biết tìm kiếm huyết ma tông hang ổ tìm bao lâu nhưng nhiều năm qua tìm kiếm lại là không có nửa điểm âm thanh lại không nghĩ rằng cái này cuối cùng để cho chính mình tìm được phong ca lan rất rõ ràng cuối cùng là một kiện cỡ nào cực lớn chiến công. Giờ khắc này, Phong Ca Lan cảm xúc chập trùng, kích động đến khó mà chính mình, chúc. Mừng ca ngăn cản vận may ngập trời, về sau tại huyền kiếm tông lên như diều gặp gió. Cũng đừng quên đi lão thân, thạch thiến liễu cười hướng Phong Ca Lan chúc mừng đạo. Ân, chuyện lần này, ngươi không thể bỏ qua công lao, ta như phát tích. Đương nhiên sẽ không quên ngươi cái này đại công thần, Phong. Ca Lan vừa cười vừa nói, chúng ta việc này không nên chậm trễ. Nhanh chóng trở về huyền kiếm tông, ta muốn lập tức hướng cao tầng hồi báo chuyện này. Ân, chuyện này không thể coi thường, đích xác cần nhanh chóng hồi báo. Miễn cho đêm dài lắm mộng, thạch thiến liễu nói, tĩnh mịch kinh khủng trong sơn cốc. Chạm sầm cùng nhị hách đứng sóng vai. Bọn hắn nhìn xem thạch thiến liễu cùng gió ca ngăn cản rời đi phương hướng. Ánh mắt băng lãnh mà tàn khốc, đại hộ pháp, người nói huyền kiếm tông lần này có thể hay không mắc lừa chạm sầm hỏi bằng vào ta đối với huyền kiếm tông hiểu rõ bọn hắn hẳn sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở như thế nhất là thiên phượng cung các nàng đối với ta huyết ma tông hận thấu xương càng sẽ không bỏ lỡ như thế cơ hội tốt nhị hách nói phong ca lan cơ duyên xảo hợp phát hiện sơn cốc này sự tình tự nhiên là nhị hách một tay an bài mục đích chính là đem huyền kiếm tông người dẫn tới ân nếu là như vậy mà nói, vậy dĩ nhiên tốt nhất." Trạm Sầm gật đầu một cái nói, chuyện này bản tọa đã hướng lên phía trên hồi báo. Phía trên cũng phái ra chủ lực tới tương trợ, nếu là kế hoạch thất bại, người ta đều không đảm đương nổi. Nghe được Trạm Sầm lời này, nhị hách trong lòng run lên, khom người đáp thuộc. "Hạ Minh Bạch, Huyền Kiếm Tông, Sở kiếm thu phủ đệ, ngươi nói cái gì, ngươi phát hiện Huyết Ma Tông hang ổ?" sở kiếm thu nhìn xem phong ca lan lấy làm kinh hãi hỏi bọn hắn huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung hao phí vô số khí lực hoa thời gian nhiều năm như vậy đều không thể tìm được huyết ma tông hang ổ thế mà lại để cho phong ca lan phát hiện thuộc hạ cũng không dám xác định đó có phải hay không huyết ma tông hang ổ phong ca lan do dự một chút nói bất quá nơi đó đích xác tụ tập không ít huyết ma tông võ giả nói xong nàng đem sơn cốc kia tình huống cặn kẽ miêu tả một lần nghe xong phong ca lan miêu tả sau đó sở kiếm thu trầm ngâm nửa ngày cuối cùng nói nếu là thật như như lời ngươi nói như thế sơn cốc kia thật có khả năng là huyết ma tông hang ổ thực sự là nghĩ không ra huyết ma tông thế mà lại đem hang ổ an trí tại đông nam châu loại này vắng vẻ đất nghèo chẳng thể trách chúng ta hoa thời gian nhiều năm như vậy cũng không tìm tới nơi ở của bọn hắn sở kiếm thu vốn cho là huyết ma tông hang ổ. Là tại Trung Châu mấy chỗ kia nổi danh hiểm địa trong tuyệt địa, dù sao. Loại địa phương kia mặc dù hung hiểm, nhưng tương tự cũng có thể nói là chỗ an toàn nhất bởi vì loại địa phương kia. Liền sở kiếm thu cũng không dám dễ dàng đi xong. Giống như hắc vụ xâm lâm, chạm mặc trốn ở hắc vụ xâm lâm nhiều năm như vậy. Sở kiếm thu liền lấy hắn không có chút nào nửa điểm biện pháp bởi vì nếu như muốn đem hắc vụ xâm lâm toàn bộ đều tìm kiếm một lần. Đoán chừng huyền kiếm tông cũng phải trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề vì một cái chạm mạc. Để cho huyền kiếm tông trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế, rõ ràng cũng không đáng giá. Mà huyết ma tông nếu là đem hang ổ cũng thiết lập tại loại địa phương kia mà nói. Huyền kiếm tông đồng dạng cũng là không làm gì được bọn họ. Nhưng để cho sở kiếm thu không nghĩ tới, huyết ma tông hang ổ cũng không phải an trí tại hắn dự đoán mấy chỗ kia hiểm địa tuyệt địa. Ngược lại là an trí tại Đông Nam Châu loại này vắng vẻ đất nghèo. Nếu như ngươi cung cấp tình báo là nói thật, lần này, ngươi chính là lập được đại công lao. Sở kiếm thu nhìn xem Phong Ca Lan nói, bằng vào lần này công lao. Ta có thể khôi phục ngươi tự do chi thân. Chương 4809 Phong Ca ngăn cản. Nghe nói như thế, Phong Ca Lan kích động đến không khỏi toàn thân run rẩy công tử ân đức thuộc hạ suốt đời khó quên, phong. Ca Lan quỳ xuống, cái chán dán tại trên mặt đất. Cảm động đến rơi nước mắt nói, nàng đợi một ngày này, chờ đến thực sự quá lâu. Trước đó, nàng thời gian trải qua mặc dù cũng coi như bình tĩnh. Nhưng mà đáy lòng từ đầu đến cuối không thể an tâm, nàng vẫn luôn lo lắng đến. Sẽ có hay không có một ngày, sở kiếm thu nhìn thấy nàng không còn giá trị lợi dụng. Liền trực tiếp đem nàng giết đi nhưng hôm nay sở kiếm thu câu nói này hiển nhiên là muốn đặc xá nàng trước kia tội ác ý tứ khôi phục tự do của nàng tri thân đây không phải là không truy cứu nữa nàng trước kia tội lỗi lớn sao từ hôm nay trở đi nàng cuối cùng có thể chân chân chính chính yên tâm sống qua ngày đứng lên đi sở kiếm thu nhìn nàng một cái nói chỉ cần ngươi về sau đừng làm sằng làm bậy tại huyền kiếm tông không ai có thể động được ngươi nhưng nếu như ngươi tiếp tục giống như kiểu trước đây phạm tội làm loạn ta cũng không thể nào cứu được ngươi công tử yên tâm về sau thuộc hạ nhất định cẩn trọng cẩn thủ môn quy tuyệt đối sẽ không tái phạm hồ đồ phong ca lan vội vàng nói nàng thật vất vả nhận được cái này kiếm không dễ mạng sống cơ hội chân quý đều không kịp đâu nơi nào còn có thể tái phạm trước kia chuyện hồ đồ ân rất tốt sở kiếm thu nghe vậy gật đầu một cái nói như lời ngươi nói sự tình ta đã biết người đi xuống đi phong ca lan nghe vậy từ dưới đất đứng lên chỉ có điều nàng cũng không có lập tức quay người rời đi ngươi còn có chuyện gì sao sở kiếm thu thấy thế khẽ nhíu mày một cái đầu nói hắn cũng không muốn lưu phong ca ngăn cản quá lâu bằng không nếu để cho nam cung nhiễm tiết biết còn tưởng rằng chính mình coi trọng phong ca lan sắc đẹp lúc này mới bỏ qua cho nàng đâu công tử còn có một chuyện ta cảm thấy vẫn là phải hướng công tử bẩm báo một chút phong ca lan do dự một chút ngẩng đầu lên nhìn xem sở kiếm thu nói chuyện gì sở kiếm thu nghe vậy hơi cảm thấy tò mò hỏi kỳ thực cái này huyết ma tông hang ổ nói đúng ra cũng không phải ta phát hiện mà là thạch thiến liễu phát hiện phong ca lan do dự nửa ngày cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí nói mặc dù nàng đem việc này nói đúng sự thật có khả năng sẽ để cho công lao của nàng đại giảm nhưng nàng cảm giác vẫn là phải đem sự tình đúng sự thật hướng sở kiếm thu hồi báo tại trước mặt sở kiếm thu hay là chớ giấu giếm lừa gạt cho thỏa đáng chính mình thật vất vả thu được cái này thân tự do vạn nhất bởi vì chính mình điểm này giấu giếm lừa gạt cuối cùng lộng khéo thành vụng ngược lại không hay nói tóm lại sở kiếm thu đợi nàng vẫn là rất không tệ xem ở về điểm này nàng tự nhiên cũng cần phải chân thành tương báo đương nhiên nếu như sở kiếm thu tại thu được cái này tin tức sau đó ngược lại đem nàng giết đi đó là đương nhiên cái gì cũng đừng nghĩ biết cái gì là thạch thiến liễu phát hiện sở kiếm thu nghe vậy lần nữa lấy làm kinh hãi ân đích thật là nàng phát hiện hơn nữa đi đông nam châu cũng là thạch thiến liễu đề nghị phong ca lan nói hơn nữa ta ẩn ẩn có mấy phần cảm giác huyết ma tông hang ổ cũng là bọn hắn cố ý để cho ta phát hiện nếu như công tử muốn đối phó huyết ma tông mà nói còn xin chú ý cẩn thận ta hoài nghi ở trong đó chỉ sợ sẽ có âm mưu gì hảo rất tốt sở kiếm thu nghe vậy nhìn xem phong ca lan rất là thỏa mãn nói phong ca lan nếu như ngươi có cái gì yêu cầu mà nói, cứ việc hướng ta sách. Ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, Phong. Ca Lan cung cấp tin tức này, với hắn mà nói, có lớn vô cùng ý nghĩa. Phong Ca Lan có hay không nói ra sau cùng lời nói này, đối với hắn phán đoán cùng quyết sách. Ảnh hưởng là lớn vô cùng. Khi biết được chuyện này, là thạch thiến liễu ở sau lưng một tay điều khiển sau đó. Sở kiếm thu trên cơ bản cũng liền hiểu rồi, cái này 89 phần 10 là huyết ma tông cố ý cho bọn hắn huyền kiếm tông đào một cái hố thạch thiến liễu quả nhiên là huyết ma tông gian tế a trước kia lưu lại như thế hai cái quân cờ hôm nay cuối cùng phát huy tác dụng huyết ma tông muốn thông qua thạch thiến liễu đào hố để cho bọn hắn huyền kiếm tông nhảy hắn sao lại không phải muốn thông qua thạch thiến liễu con cờ này đem huyết ma tông đại nhân vật dẫn ra đâu đương nhiên hắn có thể biết đây hết thảy vẫn là phải dựa vào Phong Ca Lan hắn cũng sớm đã thiết lập tốt quân cờ. Nếu như Phong Ca Lan không có đem sự tình đúng sự thật hồi báo mà nói. Hắn cũng khó có thể biết được cái này sau lưng hết thảy bởi vì Thạch Thiến Liễu hành động. Thực sự quá cẩn thận, căn bản là không có để lại bất kỳ cái cán nào. Liền lần này đào hố sự tình, nàng cũng là thông qua lợi dụng Phong Ca Lan để đạt tới mục. Đích chỉ là Thạch Thiến Liễu nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới phong ca lan nguyên bản là sở kiếm thu chôn ở bên người nàng quân cờ mục đích đúng là vì trưởng khống nàng nhất cử nhất động nàng còn tưởng rằng phong ca lan cùng nàng đồng bệnh tương liên đối với huyền kiếm tông cũng đồng dạng hận thấu xương đâu thạch thiến liễu cũng đồng dạng không ngờ rằng phong ca lan cuối cùng sẽ đem chuyện này từ đầu chí cuối toàn bộ nói cho sở kiếm thu mà cũng không có giống nàng theo dự liệu như thế một người độc chiếm cái này, cái cọc đại công lao. Ta, ta nghe được Sở Kiếm Thu lời này. Phong Ca Lan lập tức giống như bị trên trời đột nhiên rớt xuống đĩa bánh nện đến đầu óc choáng. Váng, nhất thời kích động đến chân tay luống cuống. Nàng không nghĩ tới, khi nàng đúng sự thật hồi báo mọi chuyện cần thiết sau đó. Sở Kiếm Thu thế mà lại cho nàng to lớn như vậy, kinh hỉ, kỳ thực. Nếu như nói trong nội tâm nàng nguyện vọng lớn nhất mà nói, vậy dĩ nhiên là trở thành sở kiếm thu nữ nhân đây chính là so bất kỳ yêu cầu chỗ tốt đều lớn hơn nhiều lắm sự tình một khi trở thành sở kiếm thu nữ nhân địa vị của nàng tại huyền kiếm tông liền hoàn toàn khác biệt hưởng thụ tài nguyên càng là xa không phải trước kia có thể so sánh nhìn xem trước mắt cái này ngọc thụ lâm phong tuấn lãng vô cùng mỹ thiếu niên phong ca lan trong lòng động tình không thôi nhưng cuối cùng lý trí trung quy là áp đảo xúc động, Phong Ca Lan không dám thật sự đưa ra cái kia vọng tưởng mà chỉ là đưa ra muốn cửu kiếp huyền hoàng quyết truyền thừa. Nàng rất rõ ràng, nếu muốn trở thành sở kiếm thu nữ nhân. Đây là bực nào chật vật sự tình, mặc dù sở kiếm thu háo sắc như mệnh danh tiếng. Tại thôn thiên hồ tuyên truyền phía dưới, đã sớm danh tiếng đứng đầy đường. Nhưng đối với phong ca lan loại này đối với sở kiếm thu có tương đối sâu khắc giải mà nói cũng rất tinh tường, cái kia lời đồn đại. Đơn giản chính là một cái buồn cười lớn nhất, sở kiếm thu tâm trí kiên cố. Căn bản cũng không phải là sắc đẹp có thể dao động. Tại bây giờ thiên vũ đại lục muốn trở thành sở kiếm thu nữ nhân tuyệt sắc giai nhân đếm không? Hết nhưng cuối cùng có thể thành công, có thể nói là lác đác không có mấy. Ngay cả những kia đại thế gia, thế lực lớn. So với mình thân phận địa vị không biết cao gấp bao nhiêu lần nữ tử. Muốn trở thành Sở Kiếm Thu nữ nhân đều làm không được, thì càng không cần phải nói nàng cái này đã từng đứng tại Sở Kiếm Thu mặt đối lập tội nhân. Sở Kiếm Thu có thể bỏ qua cho nàng một mạng, nàng liền đã cảm ơn trời đất. Nơi nào còn dám hy vọng xa vời trở thành Sở Kiếm Thu nữ nhân. Lại chuyện này, trong lòng nghĩ nghĩ là được rồi, đến nỗi thực hiện. Đó là không có khả năng sự tình, trừ phi ngày nào xuất hiện cái gì lần đầu tiên kỳ tích đối với phong ca lan thỉnh cầu, sở kiếm thu cũng không có cự tuyệt. Đem cửu kiếp huyền hoàng quyết hóa kiếp cảnh phía dưới bộ phận, hoàn toàn truyền thụ cho nàng. Trường mươi cỗ thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi. Lấy phong ca lan lần này lập ở dưới chiến công, là hoàn toàn có tư cách thu được một môn cửu kiếp huyền hoàng quyết truyền thừa, phong ca lan. Trước đó phạm vào tội ác mặc dù không nhỏ, nhất là tính toán nam cung nhiễm tuyết kém chút để cho nam cung nhiễm tiết liền trong sạch cũng bị mất. nhưng xem ở phong ca lan qua nhiều năm như vậy cẩn trọng mà tận hết chức vụ nhất là biểu hiện lần này càng là đã chứng minh phong ca lan trung thành tất nhiên phong ca lan đã thay đổi triệt để vậy thì lại cho nàng một cơ hội một lần nữa làm người. đương nhiên nếu như về sau phong ca lan chứng nào tật nấy lần nữa làm loạn vậy thì nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt đến lúc đó nhưng là sẽ lại không cho nàng cơ hội làm lại từ đầu khi lấy được cửu kiếp huyền hoàng quyết sau phong ca lan lòng tràn đầy vui vẻ lần nữa hướng sở kiếm thu cảm động đến rơi nước mắt mà dập đầu mấy cái vang tiếng lúc này mới rời đi sở kiếm thu phủ đệ có cửu kiếp huyền hoàng quyết môn này vô cùng cường đại công pháp nàng thành tựu sau này sẽ bất khả hạn lượng ít nhất tu luyện tới thiên diễn cảnh đỉnh phong thậm chí là nửa bước hóa kiếp cảnh là không có vấn đề gì từ nay về sau nàng liền sẽ không cần sợ nam cung nhiễm tuyết dù sao liền xem như nam cung nhiễm tuyết cũng chưa chắc nắm giữ cửu kiếp huyền hoàng quyết loại này cấp bậc công pháp cửu kiếp huyền hoàng quyết cho dù ở trong huyền kiếm tông một đám công pháp cao cấp đều coi là trọng yếu nhất một trong những công pháp huyền kiếm tông đông đảo công pháp bên trong có thể cùng cửu kiếp huyền hoàng quyết sánh ngang công pháp thật đúng là tìm không ra mấy bộ tới, trở về đến chỗ ở của mình thời điểm. Thạch thiến liễu cũng sớm đã trở ở nơi đó. Như thế nào, ca ngăn cản, sự tình hướng huyền kiếm tông cao tầng hồi báo sao, thạch. Thiến liễu liền hỏi, đã hồi báo, phong ca lan gật đầu một cái nói, vậy. Cái này thật sự là quá tốt, thạch thiến liễu nghe vậy, mừng lớn nói, vậy bọn hắn nói thế nào? Có hay không cho ngươi tưởng thưởng gì, cho căn cứ vào ta lập hạ chiến công bọn hắn cho ta giá trị hơn vạn ức chiến công ban thưởng phong ca lan vừa cười vừa nói cửu kiếp huyền hoàng quyết giá trị thế nhưng là viễn siêu hơn vạn ức chiến công đương nhiên phong ca lan đương nhiên sẽ không ngu đến mức đem sự tình tình hình thực tế hướng thạch thiến liễu nói mà thạch thiến liễu càng thêm sẽ không nghĩ tới phong ca lan đích thật là hướng huyền kiếm tông cao tầng hồi báo tin tức này chỉ là cái này cao tầng nhưng là quá cao cao đến trực tiếp hướng sở kiếm thu cái này huyền kiếm tông thực tế trưởng khống giả tới tiến hành hồi báo nếu như thạch thiến liễu biết phong ca lan là trực tiếp hướng sở kiếm thu hồi báo tin tức chỉ sợ nàng cũng sẽ không cao hứng như vậy nàng cao hứng cũng không phải phong ca lan thu được bao nhiêu chiến công mà là kế hoạch của nàng thuận lợi như nàng mong muốn mà phổ biến lấy trở lại chỗ ở của mình sau thạch thiến liễu lập tức hướng nhị hách hồi báo chuyện tiến triển nhị hách sau khi nhận được tin tức cũng là lòng tràn đầy vui vẻ hướng chạm sầm nói tông chủ hết thầy tiến triển thuận lợi rất tốt vậy chúng ta liền chuẩn bị hào hết thầy chờ lấy huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung tới tự chui đầu vào lưới chạm sầm nghe vậy gật đầu một cái nói hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai đĩa từng cỗ vô cùng to lớn thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi đứng sừng sững lấy. Những thứ này ám ma tộc khôi lỗi, đang hấp thu hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà nồng đậm tinh quang sau đó. Trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ khoảng cách sở kiếm thu trở lại Nam Châu đã qua dòng dã thời gian 2 năm. Mà hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà tốc độ thời gian trôi qua. Là ngoại giới gấp 10, theo lý thuyết, sở kiếm thu kim long phân thân tại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai địa đã vượt qua dòng dã 20 năm. Tại trong cái này thời gian 20 năm, sở kiếm thu kim long phân thân, đem tất cả thời gian. Đều tốn ở luyện chế thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi bên trên, đi qua 20 năm. Luyện chế, sở kiếm thu kim long phân thân. Đã luyện chế được dòng dã 80 cỗ thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi. Cái này, 80 cỗ thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi, bất luận cái gì một bộ cũng có đỉnh tiêm thiên diễn cảnh hậu kỳ cường giả chiến lực bàn về phương diện sức phòng ngự. Càng là có thể so với tiên thiên pháp bảo cực phẩm, liền thiên diễn cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ sợ đều khó mà dễ dàng tổn hại những ngày này diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi. Tại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà trong thời gian 20 năm. Sở kiếm thu kim long phân thân, mặc dù vẫn luôn chỉ lo chuyên tâm luyện chế thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi mà không có xài như thế nào thời gian tu luyện. Nhưng bởi vì hắn tại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai trong đất. Thời thời khắc khắc đều đang hấp thu số lớn tinh quang, cái này khiến tu vi của hắn. Tại trong cái này thời gian 20 năm, cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Lấy kim long phân thân thực lực hôm nay, đã đủ để cùng đứng đầu thiên diễn cảnh trung kỳ cường giả sánh ngang, nếu là lại bằng vào vân. Văn cổ kiếm cùng thanh ngọc khải. Hắn thậm chí đều miễn cưỡng có thể cùng thiên diễn cảnh đỉnh phong cường giả chống lại. Tại tu vi tăng lên trên diện rộng đồng thời, thần hồn của hắn cường độ cũng biến thành càng thêm cường đại, lấy kim long phân thân thần hồn cường độ. Đủ để đồng thời điều khiển 10 bộ thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi. Một bộ thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi đều đủ để sánh ngang đứng đầu thiên diễn cảnh hậu kỳ cường giả đồng thời điều khiển 10 bộ thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi. Dưới tình huống kết thành chiến trận, hoàn toàn đủ để cùng thiên diễn cảnh đỉnh phong cường giả đánh nhau chính diện. Tại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà trong thời gian 20 năm, sở kiếm thu kim long phân thân thành quả nổi bật tiểu đồng áo xanh bên kia. Đồng dạng cũng là thu được cực lớn thành quả. Tại sở kiếm thu phần thưởng phong phú khích lệ một chút tiểu đồng áo xanh làm việc 10 phần ra sức trong thời gian 20 năm. Hắn đã đem sở kiếm thu mang về 120 cỗ binh khí chiến tranh, chữa trị hơn phân nửa. Có 80 cỗ thiên diễn cảnh trung kỳ ám ma tộc khôi lỗi. Lại thêm hơn 90 cỗ cường đại binh khí chiến tranh, bây giờ huyền kiếm tông. Đã hoàn toàn đã có được quét ngang toàn bộ thiên vũ đại lục thực lực. Huyết ma tông, các ngươi muốn đào hố để cho ta huyền kiếm tông nhảy cũng không biết các ngươi đào cái hố này, cuối cùng chôn chính là ta huyền kiếm tông. Vậy thì các ngươi chính mình. Sở kiếm thu nhìn xem trước mắt cái này đứng sừng sững lấy 80 cỗ thiên diễn cảnh trung kỳ. Ám ma tộc khôi lỗi, vừa cười vừa nói, đang sở kiếm thu thưởng thức kiệt tác của mình thời điểm. Bỗng nhiên một đạo thanh quang lóe lên. Tiểu thanh điều từ cái kia 21 cấp kiếm ý tôi thể đại trận bên trong bay ra sở kiếm thu nhanh chóng phóng bản cô nương ra ngoài bản cô nương sắp đột phá tiểu thanh chim bay đến sở kiếm thu trước người vội vội vàng vàng nói ngươi muốn đột phá thiên diễn cảnh sở kiếm thu nghe vậy không khỏi khẽ giật mình liền vội vàng hỏi không tệ mau để cho bản cô nương ra ngoài bằng không bản cô nương sắp không áp chế được nữa nếu là trực tiếp ở đây đột phá làm ra cái gì không thể vãn hồi cục diện ngươi cũng đừng trách bản cô nương tiểu thanh điểu vô cùng nóng này nói sở kiếm thu nghe nói như thế cũng không dám chậm trễ vội vàng để cho hỗn độn đến tôn tháp phóng tiểu thanh điểu ra ngoài hắn cũng không dám để cho tiểu thanh điểu tại hỗn độn trí tôn trong tháp đột phá thiên diễn cảnh bằng không một khi dẫn tới cái gì kinh khủng thiên địa dị tượng mà nói đem hỗn độn đến tôn tháp đều cho no bạo, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Chương 4811 Tiên Thiên Cực phẩm binh khí chiến tranh uy lực. Tiểu Thanh điều tại bay ra hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà sau, liền vội vội vàng mà thông qua truyền tống trận, đi tới Cửu Khê Đại Lục Tích Ngọc Tông di chỉ, Sở Kiếm Thu thấy thế, vội vàng thu hồi hỗn độn đến tôn tháp, cũng đi theo chạy đi Cửu Khê Đại Lục Tích Ngọc Tông di chỉ tiểu thanh điểu mới vừa tiến vào tích ngọc tông di chỉ đều không đến thời gian mười hơi thở tích ngọc tông di chỉ bầu trời cũng đã là dáng hồng đông đúc bắt đầu hiện ra lấy đủ loại thiên địa dị tượng nhìn thấy một màn này sở kiếm thu không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh trên trán cái này tiểu xỏa điểu thực sự là đầu óc nước vào thế mà đến trình độ này mới cùng chính mình nói muốn đột phá thiên diễn cảnh nó cũng sẽ không sớm mấy ngày nói sao còn tốt nó đi ra nhanh, nếu là tại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai đĩa. Liền đột phá rồi thiên diễn cảnh, vậy coi như thật không biết kết thúc như thế nào. Tiểu thanh điều tại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà bế quan 20 năm. Hơn nữa là tại 21 cấp kiếm ý tôi thể đại trận bên trong rèn luyện dòng dã 20 năm. Căn cơ được đặt nền móng chi nện vững chắc củng cố, không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng nó cái này vừa đột phá đưa tới thiên địa dị tượng động tĩnh to lớn thế mà nửa điểm đều không giống như thôn thiên hồ trước đây đột phá thiên diễn cảnh thời điểm yếu vô cùng kinh người thiên địa dị tượng trực tiếp bao phủ tích ngọc tông di chỉ bầu trời phương viên hơn vạn ức bên trong tích ngọc tông di chỉ bầu trời đại đạo hiển hóa mà thành hỏa diễm tản ra vô cùng đáng sợ uy lực đây là chân chân chính chính có thể xưng phần thiên trừ hải uy lực Tại đáng sợ như vậy ngọn lửa đốt cháy phía dưới, không gian bị thiêu đến không ngừng mà sụp đổ. Nhưng ở thiên địa chi lực tác dụng phía dưới, lại không ngừng mà khôi phục tiểu. Xỏa điểu không đơn giản a, à, thôn thiên hổ nhìn xem một màn này, thầm nói. Nhìn xem tiểu thanh điểu đột phá thiên diễn cảnh lúc đáng sợ như vậy thiên địa dị tượng. Ngay cả nó cũng không khỏi cảm thấy một hồi áp lực kể từ nó đột phá thiên diễn cảnh sau đó. Kỳ thực là không thể nào đem Tiểu Thanh Điểu để ở trong lòng. Cái này tiểu xỏa điểu chậm nó một bước, về sau muốn đuổi kịp nó. Trên cơ bản là không có khả năng nào. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tiểu Thanh Điểu đột phá thiên diễn cảnh lúc, thiên địa dị tượng thế mà khủng bố như thế, nửa điểm cũng không giống như chính mình đột phá thiên diễn cảnh lúc đưa tới thiên địa dị. Tượng kém, cái này liền để thôn Thiên Hổ lần nữa cảm thấy mấy phần áp lực nếu là tiểu xỏa điều chăm chỉ một chút. Thật đúng là có có thể sẽ lần nữa đuổi kịp cước bộ của mình, xem ra, chính mình tu luyện. Vẫn là không thể buông lòng, bằng không, không cẩn thận, bị tiểu xỏa điều đuổi theo tới. Vậy coi như quá mất mặt. Lấy tiểu xỏa điều tính tình, một khi thực lực của nó đuổi kịp chính mình. Tất nhiên sẽ tìm tự mình tính sổ sách. Nếu là đến lúc đó, tiểu xỏa điều công khai hướng mình phát ra khiêu chiến mà nói chính mình không có khả năng không ứng chiến nhưng nếu là chính mình đánh không lại tiểu xỏa điểu bị tiểu xỏa điểu đánh một trận vậy sau này mình tại huyền kiếm tông còn thế nào hỗn cho nên tuyệt đối không thể để cho tiểu xỏa điểu đuổi kịp chính mình giờ khác này thôn thiên hồ cũng bắt đầu cảm thấy một hồi cảm giác cấp bách tại tiểu thanh điểu đột phá thiên diễn cảnh sau thôn thiên hồ cũng bắt đầu hết ngày dài lại đêm thâu mà tại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai địa, sử dụng 21 cấp kiếm ý tôi thể đại trận cố gắng tu luyện. Liền đi quân bộ tìm những cái kia tướng sĩ nói chuyện phiếm đánh giấm số lần. Đều ít đi rất nhiều. Tiểu thanh điều đột phá thiên diễn cảnh sau. Thứ nhất chính là đi tìm tỉ tì muội tốt của mình công giã nghiên chúc mừng một phen tỉ. Tỉ thanh nhi đột phá thiên diễn cảnh chuyện vui lớn như vậy, xem như nàng hảo tỉ muội Ta lại há có thể qua loa, người liền để ta ra ngoài đi, ta bảo đảm không chạy loạn phủ trận phường bên trong công dã nghiên ôm cánh tay công dã linh không ngừng năn nỉ nói tiểu linh tỷ tỉ, tỉ, ngươi liền phóng tiểu nghiên ra ngoài đi có ta ở đây hỗ trợ nhìn xem nàng ngươi còn lo lắng cái gì tiểu thanh điều cũng là dùng cánh vỗ bộ ngực hướng công dã linh lời thề son sắt mà bảo chứng đạo công dã linh nghe vậy liếc nó một cái trong lòng âm thầm cô chính là có ngươi ở bên người mới càng thêm không an toàn đối với tiểu thanh điểu là dạng gì tính tình. Công giã linh nơi đó còn có thể không rõ ràng, nó cùng công giã nghiên hai người. Cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn hạ người, hai cái này tụ cùng một chỗ. Không có việc gì đều sinh ra chuyện tới. Nhưng trở ngại tiểu thanh điểu mặt mũi, lại không nhịn được hai người không ngừng mà năn nỉ. Công giã linh cuối cùng vẫn đáp ứng phóng công giã nghiên ra ngoài. Đương nhiên, đang thả công giã nghiên rời đi phù trận phường phía trước công giã linh vẫn là dùng thông tin lệnh bài hướng sở kiếm thu xin chỉ thị một phen. Khi lấy được sở kiếm thu sau khi cho phép, lúc này mới đáp ứng phóng công giã nghiên rời đi cửu khê đại lục. Cơ quan doanh huấn luyện võ đài ầm 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 từng đợt máy móc bay tiếng oanh minh. Ở trong thiên địa vang lên, Trương Thành dẫn theo cơ quan doanh tinh nhuệ nhất một ngàn danh. Tướng sĩ, đang thao túng một bộ to lớn vô cùng binh khí chiến tranh theo cái này từng trận tiếng oanh minh vang lên tại trên cái kia to lớn binh khí chiến tranh bắt đầu tản ra hào quang chói sáng cuối cùng những cái kia hào quang chói sáng hội tụ đến binh khí chiến tranh trên họng pháo ẩm ầm một đạo to lớn vô cùng cột sáng từ chiến tranh này binh khí họng pháo bắn tung ra theo cột sáng này bắn ra một đường những nơi đi qua không gian phá diệt trên bầu trời ngay cả cương phong mang đều trực tiếp bị đánh xuyên, đạo này cực lớn cột sáng. Trực tiếp đánh xuyên cương phong mang, bắn vào trong vũ trụ sao trời. Cửu khê đại lục thiên ngoại, một khỏa phương viên trên ức dặm tinh thần. Bị cái này một pháo oanh vừa vạn. ầm vang một tiếng thật lớn, tại cái này một pháo đánh xuống. Viên kia phương viên trên ức dặm cực lớn tinh thần, trực tiếp bị đánh nổ ra tinh thần mảnh vụn hướng về bốn phía tinh không phân tán bốn phía bắn ra hảo uy lực thật là đáng sợ nhìn thấy một màn này trương thành cùng một đám cơ quan danh các tướng sĩ đành phải nuốt ngụm nước bọt cổ họng một hồi phát khô mặc dù bọn hắn đã sớm dự liệu được tiên thiên cực phẩm binh khí chiến tranh toàn lực bộc phát uy lực hẳn là sẽ vô cùng đáng sợ nhưng khi chân chính nhìn thấy cái này vô cùng đáng sợ uy lực Bọn hắn vẫn như cũ bị cả kinh ngây dại. Thật lâu đi qua, bọn hắn rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tướng. Quân, chúng ta cơ quan doanh bây giờ có đại sát khí như vậy. Ai còn là chúng ta cơ quan doanh đối thủ? Một cái mập mạp vô cùng kích động kêu lên, chúng ta cơ quan doanh sẽ trở thành huyền kiếm tông tối cường chiến bộ. Ừm tung, không thể nói lung tung, Trương. Thành nghe vậy, nhìn cái kia mập mạp một mắt nói, tướng quân, đây vốn chính là đi, lấy cỗ này binh khí chiến tranh uy lực. Ai còn có thể cùng chúng ta cơ quan danh chống lại, mập. Mập ưm tung lại là không cho là đúng nói. Dù cho thực sự là dạng này, vậy cũng chỉ có thể tại chúng ta cơ quan trong danh bộ nói một. Chút, không thể khắp nơi khoa trương. Trương Thành nói, nhất là tại trước mặt huyền kiếm quân, càng là không thể nói lời này. Bằng không, nếu như bị cống tướng quân nghe được, ngươi muốn bị đòn, ta cũng mặc kệ ngươi nói thật nhìn thấy cỗ này tiên thiên cực phẩm binh khí chiến tranh uy lực kinh khủng như thế. Trương Thành trong lòng đồng dạng cũng là kích động không thôi. Có đại sát khí như vậy, bọn hắn cơ quan doanh đích xác đã có thể được xưng là đương thời vô. Địch ai có thể ngăn cản được công kích đáng sợ như thế? Trương 4812 cơ quan doanh. Nghe được Trương Thành lời này, ưm tung không khỏi toàn thân run một cái dọa đến liền một thân thịt mỡ đều run rẩy lên, đối với Cống Hàm Uẩn e ngại. Trước kia còn tại Phong Nguyên Học cung, hắn cũng đã sâu tận xương tủy. Cống Hàm Uẩn năm đó ở Phong Nguyên Học cung uy danh hiển hách, đều là dựa vào một đôi nắm đấm đánh ra, Phong Nguyên Học cung. Cũng không biết có bao nhiêu người bị nàng đánh qua, thậm chí liền Sở Kiếm Thu năm đó ở Phong Nguyên Học cung đều bị Cống Hàm Uẩn đánh vô số lần phàm là tại phong nguyên trong học cung ra người sẽ không có người không sợ cống hàm uẩn mà tại phong nguyên học cung gia nhập vào huyền kiếm tông sau cống hàm uẩn làm tới huyền kiếm quân chủ tướng vậy càng là uy trấn toàn bộ quân bộ tại huyền kiếm tông quân bộ hai cái không thể đắc tội nhất người một cái là lương nhạn linh một cái chính là cống hàm uẩn đắc tội lương nhạn linh lương nhạn linh chính là có biện pháp chỉnh bọn hắn được tội cống hàm uẩn vậy càng không cần phải nói nàng cũng căn bản vốn không cùng ngươi nói nhảm đi lên trực tiếp chính là một trận đấm sau khi cống hàm uẩn gia nhập vào huyền kiếm tông quân bộ đã có không ít người bị nàng đánh qua mấu chốt là nhân ra hoành có hoành sức mạnh tại toàn bộ quân bộ có thể đánh thắng được cống hàm uẩn người thật đúng là tìm không ra bao nhiêu cái tới một chút bị cống hàm uẩn đánh tướng sĩ trong lòng không phục liền muốn tìm bọn hắn lão đại hổ ra đi cho bọn hắn chỗ dựa tìm cống hàm uẩn lấy lại danh dự nhưng tiếc là khi bọn hắn tìm được bọn hắn hổ ra ngay từ đầu thôn thiên hổ còn khí thế hung hăng muốn thay bọn hắn ra mặt nhưng khi nhìn thấy đối phương là cống hàm uẩn thôn thiên hổ lập tức liền xì hơi cái này bạo lực cô nàng chọc không được mặc dù thực lực của nó muốn so cống hàm uẩn cường đại hơn nhiều nhưng cái này bạo lực cô nàng dù sao cũng là nữ nhân của lão đại. Ngay cả lão đại đều bị nàng đánh qua nhiều lần, nó nào dám trêu chọc nàng. Ai có thể gây, ai không thể gây, thôn thiên hồ trong lòng môn là rất xong, cho nên. Lúc đó tại nhìn thấy cống hàm uẩn, thôn thiên hồ thái độ. Lập tức xảy ra 180 độ chuyển biến, những cái kia quân bộ tướng sĩ nhìn thấy một màn kia. Kém chút kinh điệu cái cằm. Từ nay về sau, bọn hắn liền sẽ không dám trêu chọc cống hàm uẩn, liền bọn hắn hổ ra đều không? Trêu chọc nổi người, bọn hắn nơi nào còn dám đi trêu chọc? Đây không phải tự tìm không được tự nhiên sao, tướng? Quân nói đúng, vẫn là tướng quân nhìn xa trông rộng. Ừm tung vội vàng cười xòa nói, đi, đừng nịnh hót. Trương Thành liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, chúng ta tốn thời gian dài như vậy mới đem cỗ này tiên thiên cực phẩm binh khí chiến tranh biết rõ ràng, còn không biết phải bao lâu mới có thể biết rõ ràng nửa bước hóa kiếp binh khí chiến tranh, điều khiển phương pháp đâu? kế tiếp chúng ta vẫn là không thể buông lòng, phải tiếp tục cố gắng, dành thời gian đem nửa bước hóa kiếp binh khí chiến tranh cũng triệt để trưởng khống, cũng đừng phụ lòng công tử đối với chúng ta cơ quan doanh mong đợi là tướng quân. Nghe được Trương Thành lời này, ưm tung cùng một đám cơ quan doanh tướng sĩ cùng đáp, đang khi. Bọn họ đang khi nói chuyện, một đạo thanh sam thân ảnh, từ đằng xa chân trời. Hướng về bên này cấp tốc bay tới, công tử. Nhìn thấy đạo này thanh sam thân ảnh đến, Trương Thành. Ưm tung cùng một đám cơ quan doanh các tướng sĩ, liền vội vàng khom người hành lễ nói, không. Cần đa lễ, sở kiếm thu khoát tay áo nói. Các ngươi đây là đã nắm giữ tiên thiên cực phẩm binh khí chiến tranh điều khiển phương. Pháp Sở Kiếm Thu liếc bầu trời một cái bên trong. Cái kia vẫn còn không có hoàn toàn khôi phục không gian lỗ lớn, có chút giật mình hỏi. Vừa rồi một pháo kia uy thế còn dư, đến bây giờ đều không có triệt để tán đi. Sở Kiếm Thu vẫn như cũ còn có thể cảm nhận được vừa rồi một kích kia đáng sợ. Nhất là thiên ngoại viên kia phương viên trên ức dạm tinh thần, thế mà cũng đã bể nát từ tình huống bên kia đến xem, hiển nhiên là vừa mới bị đánh nát, lại có thể đánh nát một khỏa. Phương viên trên ức dạm tinh thần, cái này cũng không là bình thường công kích có thể làm được. Ít nhất, thiên diễn cảnh hậu kỳ cường giả, còn làm không được một bước này, như vậy. Cái này khả năng duy nhất chính là cơ quan doanh sử dụng tiên thiên cực phẩm binh khí chiến. Tranh đưa đến, lạc công tử, Trương Thành cung kính nói, ngay mới vừa rồi chúng ta cuối cùng triệt để nắm giữ cỗ này tiên thiên cực phẩm binh khí chiến tranh điều khiển. Phương pháp, hoa thời gian dài như vậy mới nắm giữ cỗ này binh khí chiến tranh điều khiển phương pháp. Thuộc hạ quả thực hổ thẹn, có phụ công tử trọng thác, trương tướng quân quá khiêm nhường. Sở kiếm thu nghe vậy, khoát tay áo, vừa cười vừa nói, các người có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế. Liền nắm giữ cái này tiên thiên cực phẩm binh khí chiến tranh điều khiển phương pháp đã nằm ngoài dự đoán của ta. Không tệ, rất không tệ, các ngươi cơ quan doanh lấy được to lớn như vậy thành tựu. Nên trọng thưởng, đa tạ công tử. Trương Thành nghe vậy, vội vàng nói, vì công tử hiệu lực. Là chúng ta cơ quan doanh vinh hạnh, ân. Kế tiếp, huyền kiếm tông sẽ có một hồi đại chiến, ta lần này đến tìm các ngươi cơ quan doanh. Là có một cái nhiệm vụ trọng yếu phải giao cho các ngươi các ngươi cơ quan doanh nắm giữ cái này tiên thiên cực phẩm binh khí chiến tranh điều khiển. Phương pháp, cái này vừa vặn, một trận chiến này. Chúng ta huyền kiếm tông liền càng thêm có nắm chắc, sở kiếm thu nhìn xem Trương Thành nói. Kế tiếp đối với huyết ma tông hang ổ tiến công. Sở kiếm thu đương nhiên sẽ không để cơ quan doanh đòn sát thủ này mà không cần. Kể từ trang bị cái kia hơn 90 cỗ binh khí chiến tranh sau đó. Cơ quan doanh thực lực đại trướng, thậm chí có thể nói. Bây giờ huyền kiếm tông quân bộ chiến lực tối cường chiến bộ, phải kể là cơ quan doanh. Cho dù là tinh nhuệ nhất huyền kiếm quân, thần tiễn quân cùng sở quân. Bây giờ tại chỉnh thể về mặt chiến lực, cũng chưa chắc bì kịp được cơ quan doanh. Vì công tử hiệu mệnh, chúng ta cơ quan doanh trên dưới 200 vạn tướng sĩ. Muôn lần chết không chối từ. Trương Thành hướng sở kiếm thu thật sâu thi lễ một cái lớn tiếng nói vì công tử hiệu mệnh muôn lần chết không chối từ vì công tử hiệu mệnh muôn lần chết không chối từ trên giáo trường một đám cơ quan doanh tướng sĩ cũng là ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn xem sở kiếm thu vô cùng kích động cùng kêu lên hô quát đạo sở kiếm thu ở trong lòng bọn hắn chính là bọn hắn thần dù cho vì sở kiếm thu chịu chết bọn hắn cũng sẽ không chút nào do dự bọn hắn hết thảy có thể nói cũng là sở kiếm thu cho phép bọn hắn vì công tử hiệu mệnh là khắc sâu tại bọn hắn sâu trong linh hồn sứ mệnh cũng là bọn họ vô thượng vinh quang trước kia trong chiến tranh bọn hắn cơ quan doanh đưa đến tác dụng cũng không tính lớn huyền kiếm tông trên chiến trường chân chính chủ lực vẫn luôn là thần tiễn quân sở quân những thứ này chiến bộ tinh nhuệ nhưng lần này cũng là đến phiên bọn hắn cơ quan doanh trở thành trên chiến trường nhân vật Chính thời điểm vừa nghĩ tới chiến đấu sắp tới, cơ quan danh các tướng sĩ liền kích động không thôi. Nhìn xem trước mắt như núi kêu biển gầm cơ quan danh tướng sĩ. Sở kiếm thu cũng là một hồi cảm xúc bành trướng. Bọn hắn Huyền kiếm tông sở dĩ có thể từng bước một quật khởi, không hướng về không thắng. Dựa vào là không chỉ mình là cá nhân hắn cố gắng. Cũng còn có những thứ này nhiệt huyết các tướng sĩ không sợ dựa vào là huyền kiếm tông mỗi người, đối với huyền kiếm tông trả giá. Vì huyền kiếm tông, mỗi một tên võ giả, mỗi một danh tướng sĩ, đều biết thẳng tiến không lùi mà chiến đấu. chương 4813 Nghị sự Đại hội Huyền Kiếm Tông, nghị sự đại điện, sở kiếm thu triệu tập Huyền Kiếm Tông cùng Thiên Phượng Cung. Tất cả cao tầng, cùng nhau thương nghị lấy đối phó huyết ma tông sự tình, cái. Gì, người nói phát hiện huyết ma tông hang ổ, nghe tới sở kiếm thu nói phát hiện huyết ma tông hang ổ thiên phượng cung chủ cả người đều từ trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên nhìn chằm chằm sở kiếm thu hỏi đối với huyết ma tông hận nhất chi tận xương không thể nghi ngờ phải kể là thiên phượng cung chủ dù sao trước kia sư phụ của nàng chính là chết ở trong tay huyết ma tông những năm gần đây nhất là kiên trì không ngừng tại trung châu các nơi thanh trừ huyết ma tông tàn dư người cũng là thiên phượng cung chủ. Dù cho về sau huyết ma tông bị đánh co đầu rút cổ, không dám ló đầu. Mỗi sáng sớm diệt huyết ma tông chiến quả giải rác thiên phượng cung chủ vẫn không có từ bỏ. Vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày tại Trung Châu các nơi tuần tra tìm kiếm huyết ma tông dấu vết. Nàng làm hết thảy, chính là vì cho nàng sư phụ báo thù rửa hận ân, không tệ. Sở kiếm thu gật đầu một cái nói mấy ngày nay đến nay hắn đã từng dựa theo phong ca ngăn cản cung cấp manh mối tự mình chạy một chuyến đông nam châu đi qua hắn một phen dò xét đã xác định cái kia một chỗ sơn cốc đích xác chính là huyết ma tông hang ổ vậy còn chờ gì thiên phượng cung chủ sắc mặt lạnh như băng nói chúng ta bây giờ lập tức xuất phát đi dẹp yên huyết ma tông đem cái này một u ác tính triệt để ở nhân gian diệt trừ khói di ta đây không phải triệu tập đại gia thương lượng đối sách sao sở kiếm thu nhìn thiên phượng cung chủ một mắt có chút không lời nói cái này có gì dễ thương lượng mọi người cùng nhau đánh lên huyết ma tông đem bọn hắn giết hết tất cả coi như xong thiên phượng cung chủ lạnh mặt nói dựa vào chúng ta thực lực tại sao phải sợ hắn một cái chỉ là huyết ma tông không thành lấy bây giờ huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung thực lực Hoàn toàn đủ để quét ngang toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng không thành vấn đề. Thì càng không cần phải nói chỉ là một cái Huyết Ma Tông. Không cần Huyền Kiếm Tông ra tay, chỉ là các nàng Thiên Phượng cung sức mạnh. Dẹp yên Huyết Ma Tông đều hoàn toàn dư xài, theo nhiều năm như vậy phát triển. Như hôm nay Phượng cung thực lực cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Chỉ là thiên diễn cảnh cường giả, liền đã vượt qua 90 người. Trong đó thiên diễn cảnh trung kỳ cường giả số lượng cũng đạt tới 30 người, đây là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Phóng nhãn toàn bộ thiên vũ đại lục có thể cùng Thiên Phượng cung sánh ngang thế lực. Trừ Huyền kiếm tông cũng chỉ có đạo minh, liền xem như tam đại viễn cổ thế gia, tại bây giờ Thiên Phượng cung trước mặt đều hoàn toàn không đáng chú ý, trong tay nắm giữ cường đại như vậy một cỗ lực lượng. Thiên Phượng cung chủ lòng tự tin tự nhiên cũng liền cực kỳ bành trướng phóng nhãn toàn bộ thiên vũ đại lục nàng đã không cần e ngại bất kỳ kẻ nào khói di huyết ma tông sức mạnh tất nhiên không đủ gây sợ nhưng mà huyết tộc đâu sở kiếm thu nhìn xem thiên phượng cung chủ bình tĩnh nói huyết tộc chưa bao giờ từng chân chính hiển lộ qua lực lượng của bọn chúng cho dù là đạo minh đối với bọn nó nội tình đều biết chi rất ít chúng ta có thể quét ngang huyết ma tông nhưng là có hay không cũng có thể làm đến quét ngang huyết tộc nghe được sở kiếm thu lời này thiên phượng cung chủ nhất thời không nói không rằng sở kiếm thu mà nói không khác cho nàng đánh đòn cảnh cáo để cho nàng bị nhiệt huyết làm cho hôn mê đầu não thanh tỉnh không thiếu đích sắc huyết ma tông sức mạnh tất nhiên không đủ gây sợ nhưng huyết ma tông sau lưng huyết tộc đâu đây chính là liền nói minh từng ấy năm tới nay như vậy đều chưa từng chân chính thăm dò qua nội tình thế lực đáng sợ hơn nữa theo huyền kiếm tông không ngừng phát triển thu thập được đủ loại điển tịch càng ngày càng nhiều lại thêm tiểu đồng áo xanh cũng thỉnh thoảng tại trước mặt của các nàng khoe khoang kiến thức của hắn thiên phượng cung chủ đã từ lâu không phải trước kia ếch ngồi đáy giếng nàng rất rõ ràng huyết tộc cái tộc quần này tại trong chư thiên vạn giới đến tột cùng đại biểu cho là một cỗ đáng sợ đến bực nào sức mạnh mặc dù tại thiên vũ đại lục huyết tộc kém xa tiểu đồng áo xanh nói tới đáng sợ như vậy nhưng lại đồng dạng là một cỗ sức mạnh không thể khinh thường nếu như phớt lờ mà nói chỉ sợ thật có khả năng sẽ lật thuyền trong mương các nàng thiên phượng cung thật vất vả phát triển cho tới hôm nay tình trạng này một khi một nước vô ý liền có khả năng cả bàn đều thua đem thiên phượng cung thật tốt tiền đồ bị thiệt đi xem như thiên phượng cung cung chủ nàng đại biểu cho cũng không đơn chỉ là nàng một người còn có thiên phượng cung vô số cường già tài sản tính mệnh nhưng tuyệt đối không thể tùy hứng làm việc những năm gần đây bởi vì quen thuộc từ sở kiếm thu quyết định có sở kiếm thu trưởng khống đại cục thiên phượng cung chủ bình thường đều không cần như thế nào lo lắng cũng không cần như thế nào động não lại thêm bình thường đi theo tiểu thanh điểu pha trộn đã quen nàng cũng khó tránh khỏi sẽ nhiễm lên tiểu thanh điều cái kia xúc động bốc đồng thói xấu. Mà nàng xem như sở kiếm thu mẫu thân Khương Nhu hảo tỉ muội Có Khương Nhu xem như chỗ dựa của mình, liền sở kiếm thu đều không thể làm gì nàng. Tiểu thanh điều tùy hứng làm ẩu, sở kiếm thu còn có thể đánh nó một trận. Nhưng mà vị này khói di bình thường giờ tính trẻ con, hắn còn có thể thế nào? Chẳng lẽ giống đối phó tiểu thanh điều như thế, cũng đánh nàng một trận? cho nên đối với vị này khói di bình thường làm việc sở kiếm thu cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng cái này cũng càng thêm dung dưỡng thiên phượng cung chủ cái kia bốc đồng tiểu tính tình đến mức gặp phải đại sự như vậy thời điểm nàng thế mà đều xúc động như thế nói chuyện bất quá đầu óc đương nhiên sở kiếm thu bình thường có thể bỏ mặc nàng tùy hứng mặc kệ nhưng mà đối mặt loại đại sự này bên trên hắn cũng không thể tùy ý vị này khói di tùy hứng làm ẩu. Dù sao, đây chính là liên lụy đến vô số võ giả tài sản tính mệnh đại sự. Không cho phép nửa điểm lơ là, sở kiếm thu nhìn thấy thiên phượng cung chủ không lên tiếng. Không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra, vị này khói di gần nhất những năm gần đây. Mặc dù có chút bị tiểu xỏa điểu mang sai lệch nhưng ở mấu chốt đại sự phía trên cũng vẫn là có mấy phần lý trí, sẽ không nhiệt huyết vừa nóng não. Liền xúc động làm ẩu, ít nhất, nàng còn nghe lọt mình. Về sau phải đem tiểu xòa điểu giám sát chặt chẽ một điểm. Đừng để nó cùng thiên phượng cung chủ tiếp xúc quá nhiều. Miễn cho vị này vốn là thông minh cơ trí khói gì. Cũng bị cái kia tiểu xòa điểu đưa đến trong khe đi. Kế tiếp, sở kiếm thu đem kế hoạch của mình, đối với tất cả mọi người nói một lần bao quát phải làm thế nào hành động, có cái nào chú ý hạng mục. Đều nói rất là cẩn thận, đám người nghe xong sở kiếm thu kế hoạch sau đó. Cũng không khỏi hướng hắn quăng tới bội phục vô cùng ánh mắt. Quả nhiên, tại phương diện trí tuệ mưu lược, sở kiếm thu thật đúng là không ai bằng, liền luôn luôn tự tin vô cùng thiên phượng cung chủ. Ở phương diện này, cũng cảm thấy đối với sở kiếm thu bội phục đầu dạp xuống đất sở kiếm thu trên thân có lẽ có rất nhiều khuyết điểm tham tài háo sắc ra mặt dày một bụng ý nghĩ xấu nhưng ở phương diện trí tuệ mưu lược thật đúng là không thể chỉ trích dù cho nàng nghĩ bắt bẻ cũng không tìm tới bắt bẻ chỗ tới tại nghị sự đại hội kết thúc về sau sở kiếm thu liền bắt đầu điều binh khiển tướng vì tiếp xuống hành động tập trung nhân thủ lần này sở kiếm thu cơ hồ đem huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung một nửa thiên diễn cảnh Cường giả đều điều tập xuất động vượt qua 150 tên thiên diễn cảnh cường giả. Chương 4814 tiến đánh huyết ma tông. Kể từ tần Diệu Yên nghiên cứu ra thiên diễn đan sau đó, Huyền kiếm tông thiên diễn cảnh cường giả liền nghênh đón một cái bộc phát thức tăng trưởng. Bây giờ Huyền kiếm tông dưới quyền các đại thế lực bao quát Thiên Phượng cung, Sở Minh, Hồ tộc, Lang tộc cùng báo tộc cùng một đám thế lực tất cả thiên diễn cảnh cường giả số lượng cộng lại đã vượt qua 300 tên. Ở trong đó, thiên diễn cảnh trung kỳ cường giả số lượng cũng đạt tới 80 tên, từ thiên diễn cảnh cường giả số lượng phương diện tới nói. Huyền Kiếm Tông đã vượt qua Đạo Minh, trở thành nhân tộc đệ nhất thế lực lớn. Mặc dù Đạo Minh cùng Huyền Kiếm Tông hợp tác sau, nhận được Huyền Kiếm Tông những cái kia thần diệu vô biên tài nguyên tu luyện, thực lực cũng tại cấp tốc tăng lên. Bây giờ toàn bộ Đạo Minh Thiên diễn cảnh cường giả số lượng đạt đến 150 tên. Thiên diễn cảnh trung kỳ cường giả số lượng cũng có 30 tên. So với trước kia cường đại không chỉ gấp mấy lần, nhưng cho dù như thế, toàn bộ Đạo Minh Thiên diễn cảnh cường giả số lượng cũng liền chỉ đạt tới Huyền Kiếm Tông một nửa mà thôi. Dù sao, Đạo Minh cùng Huyền Kiếm Tông trước mắt cũng chỉ là quan hệ hợp tác huyền kiếm tông tài nguyên tu luyện tự nhiên là đầu tiên thỏa mãn người mình cung ứng. Mới lại cung cấp cho đạo minh, ngoại trừ triệu tập 150 tên thiên diễn cảnh cường giả. Sở kiếm thu còn để cho quân bộ tướng sĩ cũng làm chuẩn bị cẩn thận. Tùy thời xuất phát đi tới Đông Nam Châu tiếp ứng. Tại Đông Nam Châu huyết ma tông hang ổ phụ cận. Sở kiếm thu cũng sớm đã trước đó bố trí xong truyền tống trận liền đợi đến hành động hôm nay đang làm tốt đủ loại chuẩn bị sau đó. Sở kiếm thu liền dẫn một đám huyền kiếm tông thiên diễn cảnh cường giả Hướng về đông nam châu huyết ma tông hang ổ, trùng trùng điệp điệp mà xuất phát. Ha ha ha, còn tốt bản cô nương đột phá đến thiên diễn cảnh, bằng không? Nói không chừng liền muốn bỏ lỡ trận này vờ kịch tiểu. Thanh điểu ngồi xổm ở trên bờ vai của công giã nghiên, đắc ý nói, đột phá thiên diễn cảnh sau đó thực lực của nó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lấy thực lực của nó bây giờ, hoàn toàn đủ để cùng thiên diễn cảnh hậu kỳ cường giả đánh một. Trận tỉ muội chúng ta liên thủ, đem huyết ma tông giết cái hoa rơi nước chảy. Tuyệt đối không thể thua cho ngu xuẩn hổ. Công giã nghiên cũng là quơ quơ quả đấm nói. Ân, chúng ta lần này, muốn để ngu xuẩn hổ kiến thức một chút thực lực của chúng ta. Chúng ta là tuyệt đối không giống như nó kém, tiểu. Thanh Điều cũng là ý chí chiến đấu sục sôi nói. Tiểu xỏa điều, tiểu ngu xuẩn, hai người các ngươi cũng không nên làm loạn. Hết thảy đều phải nghe ta chỉ huy, bằng không. Hai người các ngươi liền ngoan ngoãn ở tại huyền kiếm tông, đừng cho ta thêm phiền, sợ. Kiếm thu lườm các nàng một mắt, nhắc nhở. Hắn sợ nhất cái này hai nương môn vì làm náo động mà làm ẩu. Xáo trộn kế hoạch của hắn, mặc dù công giã nghiên cùng tiểu thanh điều tại đột phá thiên diễn cảnh sau, thực lực phi thường cường đại, hoàn toàn đủ để sánh ngang đứng đầu thiên diễn cảnh hậu kỳ cường giả. Nhưng lần hành động này không thể coi thường, nhưng nửa điểm đều không cho phép lơ là sơ suất. Sở kiếm thu đoán chừng, lần này huyết tộc 89 phần 10 sẽ xuất động lực lượng chân chính tới đối phó bọn hắn, bằng không? Bằng vào một cái huyết ma tông, chỉ làm cho bọn hắn huyền kiếm tông đưa đồ ăn, đương nhiên sở kiếm thu mặc dù cẩn thận cẩn thận, cũng tịnh không e ngại. Hắn lần này mang tới chiến lực cũng vô cùng cường đại. Chỉ là thiên diễn cảnh hậu kỳ chiến lực liền có 5 tên, hắn cỗ này kim long phân thân. Thôn thiên hồ, đại ô quy, tiểu thanh điểu cùng công giã nghiên 5 người. Đều coi là thiên diễn cảnh hậu kỳ chiến lực. Kim long phân thân thực lực của bản thân mặc dù yếu một điểm. Nhưng mà bởi vì có vân văn cổ kiếm cùng thanh ngọc khải hai cái bảo vật gia trí bộc phát ra chiến lực cũng sẽ không so thôn thiên hồ yếu bao nhiêu. Ngoại trừ cái này năm tên thiên diễn cảnh hậu kỳ chiến lực còn có thiên phượng cung chủ. Tại tĩnh Hà, Lạc Tiết Bình, Nông Cốc Thúy, Quách Bạch Mai, Lang Kỳ, Báo Nhanh, Hồ Bạch Ngưng. Đông Phương Hải những cường giả này. Cũng tương đương với nửa cái thiên diễn cảnh hậu kỳ chiến lực. Còn lại thiên diễn cảnh cường giả cũng đều là người người chiến lực bất phàm đều trang bị trời sinh phẩm trở lên pháp bảo mọi người đi tới huyết ma tông hang ổ thời điểm không che giấu chút nào trực tiếp từ chính diện liền giết đi vào các ngươi là ai thật to gan lại dám tự tiện xông vào chúng ta huyết ma tông thật là sống ngắn miệng sơn cốc những thủ vệ kia huyết ma tông võ giả nhìn thấy đám người giết tới nhao nhao lên tiếng phẫn nộ quát sở kiếm thu bọn người nhưng căn bản không có cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp ra tay đem những thủ vệ này tiêu diệt Miệng Sơn Cốc Huyết Ma tông thủ vệ. Mặc dù thực lực cũng không yếu, có dòng dã 30 tên nửa bước thiên diễn cảnh cường ra tại. Trông coi, nhưng những thứ này Huyết Ma tông võ giả há lại sẽ là sở kiếm thu đám người đối thủ. Chỉ là vừa đối mặt liền bị Huyền kiếm tông bọn người giết sạch sẽ, địch tập địch tập trong. Lúc nhất thời, trong sơn cốc tiếng cảnh báo vang lớn cảm nhận được bên ngoài chiến đấu chấn động huyết ma tông võ giả. Nhào nhào lớn tiếng cảnh báo, khi lấy được cảnh báo sau, vô số huyết ma tông võ giả. Từ sơn cốc to lớn các nơi chỗ, nhào nhào giết đi ra, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy khí thế hùng hồ. Sát tiến tới huyền kiếm tông võ giả sau, lập tức liền mộng. Bởi vì huyền kiếm tông thực lực quá cường đại. Thế mà khoảng chừng 150 tên thiên diễn cảnh cường giả giết đi vào những thứ này huyết ma tông võ giả nơi nào thấy qua mạnh mẽ như vậy chiến trận trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều luống cuống giờ khác này bọn hắn căn bản là không có chút nào ý chí chống cự tại trước mặt mạnh mẽ như vậy một cỗ lực lượng bọn hắn muốn ngăn cản không khác châu chấu đá xe sẽ chỉ là đi lên chịu chết cho nên những thứ này huyết ma tông võ giả vừa mới giết ra tới sau khi thấy tình thế không ổn lập tức liền nhao nhao lui lại, lui vào đến huyết ma tông các nơi trong đại điện. Sở kiếm thu, là yên ngọc, các ngươi thực sự là thật to gan, lại dám phạm ta huyết ma tông, lốp. Này, huyết ma tông tông chủ cũng hiện thân đi ra. Nhìn xem sở kiếm thu cùng thiên phượng cung chủ tức giận quát lên, chạm. Sầm, hôm nay, chính là các ngươi huyết ma tông hủy diệt thời điểm. Chúng ta thiên phượng cung nợ máu, các ngươi huyết ma tông cũng nên thường lại thiên phượng cung chủ nhìn chằm chằm chạm sầm lạnh giọng nói chỉ bằng các ngươi chút người như vậy cũng nghĩ hủy diệt ta huyết ma tông các ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi chạm sầm ánh mắt đảo qua huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung đám người cười lạnh nói phải không vậy thì thử xem thiên phượng cung chủ nhìn chằm chằm chạm sầm nói mà không có biểu cảm gì đạo nói xong nàng lười nhác lại cùng chạm sầm nói nhảm trực tiếp một kiếm hướng về chạm sầm bồ tới, ngươi. Một cái chỉ là thiên diễn cảnh trung kỳ võ giả, cũng dám động thủ với ta, không biết tự lượng sức mình, chạm sầm thấy thế, cười lạnh nói. Nói xong, hắn tùy ý một trưởng oanh ra. Hướng về thiên phượng cung chủ bổ tới một kiếm nghênh đón tiếp lấy, nhưng khi hai cỗ sức mạnh đụng nhau, chạm sầm sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. ầm vang một tiếng thật lớn, chạm sầm bị một kiếm bổ đến hướng phía sau bay ra ngoài một tia máu tê từ khóe miệng tràn ra mà trái lại thiên phượng cung chủ mặc dù cũng bị chấn động đến mức thân hình lui lại thế nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào chạm sầm thấy thế trong lòng không khỏi lấy làm kinh ngạc ánh mắt của hắn rơi vào trên thiên phượng cung chủ trường kiếm trong tay khi nhận ra thanh trường kiếm kia pháp bảo đẳng cấp hắn không khỏi chấn động toàn thân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói nửa bước hóa kiếp thần binh người thế mà nắm giữ nửa bước hóa kiếp thần binh. Chương 4815 tiến đánh huyết ma tông. Đối với Huyền Kiếm Tông nắm giữ nửa bước hóa kiếp thần binh sự tình. Trạm Sầm thật đúng là không biết được, mặc dù tại Huyền Kiếm Tông những cái kia nửa bước hóa kiếp thần binh là công khai có thể hối đoái, nhưng tin tức này. Thạch thiến liễu nhưng lại không rõ ràng. Dù sao, tại toàn bộ huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung, người người đều biết thạch thiến liễu là mặt hàng gì thạch thiến liễu tại huyền kiếm tông cùng thiên phượng trong cung khắp nơi chịu đến xa lánh há lại sẽ có người sẽ đem loại tin tức này nói cho nàng mà thạch thiến liễu tự thân cũng không có huyền kiếm tông lệnh bài thân phận không cách nào tiếp xúc huyền kiếm tông bên trong bộ chiến công hối đoái hệ thống tự nhiên cũng không rõ ràng huyền kiếm tông đến tột cùng có những bảo vật kia tài nguyên đến nỗi duy nhất chịu cùng nàng tiếp xúc phong ca lan. Lại là sở kiếm thu an bài tại bên người nàng quân cờ. Phong ca lan cũng sẽ không ngu đến mức đem loại chuyện này. Hướng thạch thiến liễu nói, liền thạch thiến liễu cũng không biết sự tình. Huyết ma tông tự nhiên là càng thêm không thể nào biết được. Cho nên, khi chạm sầm nhìn thấy thiên phượng cung chủ thế mà nắm giữ nửa bước hóa kiếp thần. Binh mới có thể khiếp sợ như vậy, chạm sầm vốn cho rằng tại chính mình đột phá thiên diễn cảnh hậu kỳ sau toàn bộ thiên vũ đại lục đều tìm không ra mấy cái đối thủ tới ngoại trừ lâm túy núi hổ sơn giải rác mấy người bên ngoài hắn đã không cần e ngại bất luận kẻ nào huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung thực lực tuy mạnh thế nhưng cũng chỉ là người đông thế mạnh mà thôi đơn thuần cá thể thực lực huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung vẫn là không có người có thể so với đến bên trên hắn nhưng lần này thiên phượng cung chủ vừa ra tay lại hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức thiên phượng cung chủ bằng vào trong tay nửa bước hóa kiếp thần binh chiến lực không thua kém một chút nào hắn thậm chí còn mạnh hơn hắn bên trên không thiếu thiên phượng cung chủ đi qua nhiều năm tu luyện như vậy tại trên tu vi cũng sớm đã đạt đến một chân bước vào thiên diễn cảnh hậu kỳ ngưỡng cửa tình cảnh bằng vào thực lực của bản thân nàng thì tương đương với nửa cái thiên diễn cảnh hậu kỳ cường giả. Lại thêm nửa bước hóa kiếp thần binh gia trí. Thiên phượng cung chủ đã hoàn toàn có sánh ngang thiên diễn cảnh hậu kỳ cường giả chiến lược. Như thế nào chạm sầm cái này vừa mới đột phá thiên diễn cảnh hậu kỳ không lâu võ giả có thể. Địch nổi, chạm sầm, ngươi đến bây giờ mới biết được việc này sao, trễ. Thiên phượng cung chủ âm thanh lạnh lùng nói, nói xong, nàng thân hình lóe lên lại hướng về trạm sầm nhau tới. Tại tĩnh Hà, Lạc Tiết Bình, Nông Cốc Thúy cùng Quách Bạch Mai bọn người thấy thế. Cũng không có nhàn rỗi, nhau nhau bắt đầu động thủ. Hướng về chạm sầm vây giết đi qua, nhìn thấy một màn này. Chạm sầm trong lòng một hồi hãi nhiên, giờ khác này, hắn cũng không còn dám khinh thường. Vừa rồi thiên phượng cung chủ một kiếm kia. Đã hoàn toàn đánh rớt hắn xem như thiên diễn cảnh hậu kỳ cường giả kiêu ngạo, lên, chạm. Sầm hét lớn một tiếng đạo. Theo tiếng nói của hắn vang lên. Từng đạo cột sáng từ trong sơn cốc bốn phương tám hướng phóng lên trời. Tại trên sơn cốc khoảng không, hội tụ thành một cái cực lớn phủ ấn, từ trên cực lớn phủ ấn này. Rủ xuống một tầng trận pháp màn sáng, đem cả cái sơn cốc bao phủ ở bên trong. Tại nguy cấp này vô cùng thời khắc. Chạm sầm không chút do dự liền kích phát huyết ma tông hộ tông đại trận, theo cách khác quyết kết động, từng đạo cột sáng, từ trên bầu trời cái kia to lớn ấn phù bên trong bắn ra. Hướng về thiên phượng cung chủ, tại tĩnh Hà, Lạc Tuyết Bình. Nông cốc thúy cùng quách bạch mai bọn người trên thân đánh xuống, thôn thiên hồ, động thủ, nhìn. Thấy một màn này, sở kiếm thu cũng là quát lên, là, lão đại, thôn. Thiên hồ nghe vậy, lập tức đáp ứng một tiếng. Nó ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, hơi lắc người hóa thành một đầu kình thiên cự hổ, trong tay nắm một thanh cực lớn đại truy. Một chùy liền hướng về trên bầu trời cái kia to lớn ấn phù bên trên đập tới. Tại thôn thiên hổ động thủ đồng thời, đại ô quy cũng đồng dạng đi theo động thủ, đại ô quy hơi lắc người. Hóa thành một đầu to lớn vô cùng cự quy quơ một kiện nửa bước hóa kiếp thần binh. Đồng dạng hướng về cái kia ấn phù đánh tới. Tiểu thanh điểu cùng công dã nghiên thấy thế, cũng đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém tiểu thanh điểu hơi lắc người hóa thành một đầu che khuất bầu trời thanh sắc cự điểu há miệng phun một cái một cỗ vô cùng đáng sợ ngọn lửa màu xanh theo nó trong miệng phun ra ngoài hướng về cái kia ấn phù đốt đi công giã nghiên nhưng là cầm trong tay một thanh nửa bước hóa kiếp thần binh trường thương dốc hết toàn lực một thương hướng về cái kia ấn phù đánh tới tại bốn người liên thủ toàn lực công kích đến trên bầu trời cái kia to lớn ấn phù lập tức bị đánh lung lay sắp đổ hồ bạch ngưng lang kỳ báo nhanh đợi còn lại thiên diễn cảnh cường giả cũng đều không có nhàn rỗi nhao nhao ra tay công kích tới trên bầu trời cái kia ấn phù tại như thế đông đảo thiên diễn cảnh cường giả liên thủ công kích đến huyết ma tông hộ tông đại trận mặc dù cường đại nhưng rất nhanh liền bị khủng bố công kích đánh cho đã nứt ra vô số đạo vết rách dựa theo loại tình huống này đi cái này hộ tông đại trận đoán chừng cũng không chống đỡ được bao lâu chạm sầm nhìn thấy một màn này sắc mặt không khỏi khó coi vô cùng tại trong kế hoạch của hắn hắn vốn là cũng không có suy nghĩ bằng vào như thế một cái hộ tông đại trận liền ngăn cản được huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung tiến công nhưng mà huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung thực lực cường đại lại như cũ vẫn là vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn tại trong kế hoạch của hắn vốn cho rằng bằng vào huyết ma tông hộ tông đại trận ít nhất có thể đủ tiêu hao hết huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung không thiếu sức mạnh nhưng khi huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung chân chính công tới hắn lại phát hiện cái này hộ tông đại trận căn bản là không làm gì được huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung nửa điểm chớ nói bằng vào cái này hộ tông đại trận tiêu hao huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung sức mạnh dù cho chỉ là muốn cái này hộ tông đại trận chống đỡ thêm một hồi. Đều khó mà làm đến, răng rắc răng rắc. Tại mọi người liên thủ công kích đến, trên bầu trời. Cái kia to lớn ấn phủ không ngừng sụp đổ lấy, mắt thấy cái này hộ tông đại trận sắp chống đỡ. Không nổi, chạm sầm không còn dám tiếp tục lưu lại nữa, thân hình lóe lên. Hướng về trong sơn cốc một tòa trong đại điện bay vào. Chạm sầm cầu tặc trốn chỗ nào, thiên. Phượng cung chủ thấy thế, gầm lên một tiếng đạo, nói xong. Nàng liền muốn hướng về chạm sầm sau lưng, đuổi vào bên trong cung điện kia, khói. Di, tỉnh táo, ngay tại nàng đang muốn khởi hành thời điểm, lúc này, lại bị kéo lại. Lại là sở kiếm thu lúc này bay lên, kịp thời giữ nàng lại, chạm. Sầm tên cầu tặc kia đều nhanh muốn chạy trốn, người để cho ta như thế nào tỉnh táo, thiên. Phượng cung chủ nghe vậy, có chút căm tức nói, ít nhất trước tiên cần phải đem cái này hộ tông đại trận phá hết lại nói sở kiếm thu có chút bất đắc dĩ nói ngươi chỉ như vậy một cái người lỗ mãng mà vọt vào vạn nhất đã trúng huyết ma tông cạm bẫy làm sao bây giờ vì phòng ngừa đả thảo kinh xà sở kiếm thu cũng không có trước đó tới âm thầm phá đi huyết ma tông hộ tông đại trận cho nên huyết ma tông hộ tông đại trận là tại trạng thái toàn thịnh cái này hộ tông đại trận uy lực cũng không cho khinh thường, mặc dù lấy huyền kiếm tông thực lực. Đối với cái này hộ tông đại trận cũng không sợ, nhưng cũng không thể phớt lờ. Miễn cho lật thuyền trong mương. Sở kiếm thu, người nói ai lỗ mãng đâu, nghe. Được sở kiếm thu lời này, thiên phượng cung chủ lại là có chút không vui, trước mặt nhiều người. Như vậy, nói nàng lỗ mãng, nàng không cần mặt mũi sao? Vâng vâng vâng, là ta nhất thời lỡ lời, mong rằng khói gì thứ lỗi tắc cá. Sở kiếm thu nghe vậy, vội vàng bồi lễ nói. Cùng vị này khói di chính diện tranh cãi, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt. Bởi vì làm ồn thế nào, cuối cùng thua thiệt cũng vẫn là chính mình. Còn không bằng sớm làm chịu thua, đem việc này nhanh chóng vạch trần quá khứ. mười 4816 tiếng đánh huyết ma tông. Hừ, cái này còn tạm được thiên phượng cung chủ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng lúc này mới buông tha hắn, bất quá, nàng ngược lại là không có quyết giữ ý mình. Mà là nghe theo sở kiếm thu khuyến cáo, trước tiên ngừng lại. Không có tiếp tục lẻ loi một mình hướng về cung điện kia phóng đi. Ấm ẩm ầm lại qua mười mấy thời gian hô hấp tại thôn Thiên Hồ, Đại Ô Quy. Tiểu thanh điểu cùng công giã nghiên đám người liên thủ công kích đến, trên bầu trời. Cái kia cực lớn phủ ấn, cuối cùng triệt để sụp đổ, huyết ma tông hộ tông đại trận tại thời khắc này, bị triệt để phá hủy. Đi, chúng ta bây giờ đi vào, sở kiếm thu vung tay lên, nói với mọi người, nói xong. Hắn mang theo thôn thiên hổ, đại ô quy, tiểu thanh điểu cùng công giã nghiên bốn người. Một ngựa đi đầu, trước tiên hướng về bên trong tòa đại điện kia bay vào. Tòa đại điện này vô cùng rộng lớn. Chừng mấy trăm vạn trượng cao, huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung nhân số mặc dù có hơn một. Trăm năm mươi người, nhưng mà tiến vào đại điện sau lại như cũ lộ ra giống như con kiến hôi nhỏ bé. Đám người tiến vào đại điện sau. Một đường hướng về bên trong giết đi vào, ở tòa này đại điện phần cuối. Là một đầu rộng lớn thông đạo. Đám người vừa mới bước vào cái thông đạo này, răng rắc một tiếng, hai bên vách tường. Trong nháy mắt lộ ra từng cái lỗ thủng, siêu 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 từng đợt mưa tên. Từ bên trong những lỗ thủng này bắn ra, hướng về đám người bắn qua, những mũi tên này bắn ra lực đạo vô cùng mãnh liệt, mỗi một cây mũi tên lực đạo đều tiếp cận thiên diễn cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực, nếu như là thiên diễn cảnh phía dưới võ giả ở vào trong hoàn cảnh như vậy, có thể nói là chắc chắn phải chết. Tuyệt không còn sống lý lẽ. Dù cho là bình thường thiên diễn cảnh sơ kỳ cường giả, tại vạn tên cùng bắn phía dưới chống đỡ cũng sẽ cực kỳ gian khổ nhưng tiếc là huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung nhân người đều không phải tên soàng sĩnh hơn nữa đám người trang bị đều vô cùng hào hoa những mũi tên này ngoại trừ hơi trở ngại mọi người một cái bước chân thật đúng là không cách nào đối với đám người tạo thành bất kỳ uy hát iota gì đương nhiên trong đám người thạch thiến liễu ngoại trừ thạch thiến liễu vừa mới đột phá thiên diễn cảnh không lâu lại không có cái gì cao cấp pháp bảo hộ thân tại những này mưa tên công kích đến, trèo trống đến vô cùng gian khổ. Đối diện với mấy cái này mưa tên tập kích, Thạch Thiên Liễu không khỏi một hồi âm thầm kêu khổ. Một lần hành động này, nàng vốn là không muốn tham gia, nhưng thế nhưng. Thiên Phượng Cung chủ hạ lệnh, Thiên Phượng Cung tất cả thiên diễn cảnh cường già. Đều phải tham gia hành động lần này, dù cho nàng cái này khi xưa Thiên Phượng Cung tội nhân. Cũng không thể ngoại lệ tại thiên phượng cung chủ nghiêm lệnh phía dưới thạch thiến liễu không muốn gây nên hoài nghi bức tại rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể nhắm mắt tham gia đến lần hành động này bên trong nàng vốn cho rằng sở kiếm thu cùng thiên phượng cung chủ sẽ không tin tưởng nàng là không thể nào để cho nàng tham gia đến loại này trọng yếu hành động bên trong tới dù sao nàng thân ở trong đội ngũ liền có tiết lộ bí mật phong hiểm nhưng để cho nàng không nghĩ tới thiên phượng cung chủ thế mà lại để cho nàng cũng gia nhập vào lần hành động này bên trong lúc này thạch thiến liễu trong lòng không khỏi ẩn ẩn có mấy phần hối hận biết sớm như vậy nàng liền không cố gắng như vậy mà tu luyện không nhanh như vậy đột phá đến thiên diễn cảnh tốt chỉ cần nàng không có đột phá đến thiên diễn cảnh cũng không cần tham gia lần hành động này bởi vì lần này hành động chỉ có thiên diễn cảnh trở lên võ giả mới có thể tham gia thiên phượng trong cung thiên diễn cảnh trở xuống võ giả đều không cần tham gia lần hành động này mặc dù nàng là huyết ma tông mật thám nhưng mà những thứ này cơ quan cũng sẽ không nhận ra nàng là người nào nếu là sơ ý một chút mất mạng tại những này cơ quan phía dưới vậy nàng nhưng là thua thiệt lớn nhưng cũng may đối với nàng một mực có chút chăm sóc thiên phượng cung thái thượng trưởng lão đàm cần cũng không muốn trơ mắt nhìn xem nàng cứ như vậy chết tại đây chút cơ quan phía dưới. Cuối cùng vẫn ra tay thay nàng đỡ được không thiếu mũi tên công kích. Đàm cần bây giờ cũng là một cái thiên diễn cảnh trung kỳ cường giả, mặc dù tại trên thực lực. Còn kém rất rất xa thiên phượng cung chủ, tại tĩnh Hà, lạc tuyết bình bọn người. Nhưng nàng từng ấy năm tới nay như vậy tân tân cần chuyên cần mà kiếm lấy chiến công. Vẫn là tích lũy không thiếu của cải lại thêm nàng hướng quách bạch mai bọn người cho mượn không thiếu chiến công. Cuối cùng cũng cho chính mình đổi một bộ trời sinh phẩm pháp bảo, có một bộ này trời sinh phẩm. Pháp bảo, nàng vô luận là về mặt chiến lực, vẫn là bảo mệnh trên năng lực tới nói. Đều tăng lên trên diện rộng. Đa tạ thái thượng trưởng lão, thạch thiến liễu hiểm tử hoàn sinh. Vội vàng hướng đàm cần nói lời cảm tạ đạo, còn tốt có một cái đàm cần giúp nàng, bằng không nàng lần này cũng không biết có thể hay không hoặc vượt qua một kiếp này ân người phải thừa dịp lấy lần này cơ hội cố gắng lên tranh thủ lập công chuộc tội lấy công chuộc tội về sau không thể giống như phía trước như thế phạm hồ đồ rồi đàm cần gật đầu một cái nói thạch thiến liễu đã từng là nàng ủng hộ người hơn nữa cũng là nàng luôn luôn tương đối coi trọng hậu bối nàng tự nhiên không muốn xem lấy thạch thiến liễu vẫn luôn bị thiên phượng cung xa lánh vẫn là suy nghĩ nàng có thể thay đổi triệt để một lần nữa làm người chỉ là nàng không biết là trước kia cũng là bởi vì thạch thiến liễu nguyên nhân mới đưa đến thiên phượng cung tổn thất nặng nề rớt xuống ngàn trượng nếu như đàm cần biết thạch thiến liễu là huyết ma tông gian tế mà nói chỉ sợ nàng biết phẫn nộ phải tự tay chém giết nàng lại càng không cần phải nói còn như thế chiếu cố nàng đàm cần xem như thiên phượng cung thái thượng trưởng lão mặc dù cũng có tư tâm của mình nhưng mà nàng một lòng cũng là vì thiên phượng cung tốt dám can đảm tổn hại thiên phượng cung lợi ích chính là tại đụng vào nàng danh giới cuối cùng chớ nói thạch thiến liễu chỉ là nàng mạch này hậu bối cho dù là nàng thân truyền đệ tử nàng cũng chiếu giết không sai thiến liễu minh trắng thạch thiến liễu vội vàng nói ta nhất định sẽ cố gắng lên chỉ là nàng trên miệng mặc dù nói như thế nhưng trong lòng là lạnh rên một tiếng đạo từ hôm nay về sau người lão bất tử này ngay tại thế gian biến mất còn có la yên ngọc tiểu tiện nhân kia hết thảy đều phải chết cho ta sau này thiên phượng cung chính là ta thạch thiến liễu thiên hạ sở kiếm thu mang theo đám người rất nhanh liền xông qua đầu này rộng lớn thông đạo tại thông đạo đằng sau lại là một cái cực lớn đại điện đại điện hai bên nhưng là từng gian thạch thất tại những này trong thạch thất lở mờ có thể gặp được bóng người lắc lư những thứ này trong thạch thất bóng người hiển nhiên là lúc trước dưới hoảng loạn vội vàng trốn vào đại điện huyết ma tông võ giả chúng ta chia ra đuổi theo giết những thứ này huyết ma tông dư nghiệt thôi một chút chỉ là phi thăng cảnh võ giả cũng không cần liên thủ đối phó a thiên phượng cung chủ liếc mắt nhìn những cái kia đang điên cuồng chạy thục mạng huyết ma tông võ giả lạnh mặt nói không thể sở kiếm thu nghe vậy lắc đầu nói mặc dù những cái kia phi thăng cảnh huyết ma tông võ giả không đủ gây sợ nhưng ở đây dù sao cũng là huyết ma tông hang ổ chúng ta vẫn cẩn thận là hơn nếu đều đã giết đi vào cần gì phải cấp bách tại cái này nhất thời đâu bọn hắn sớm muộn đều không trốn thoát được ngay tại lúc này chúng ta cũng không cần phân tán sức mạnh cho thỏa đáng nghe được sở kiếm thu lời này, thiên phượng cung chủ trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn đồng ý sở kiếm thu đề nghị, cũng không có quyết giữ ý mình. Mặc dù nàng bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ đùa nghịch một đùa nghịch tiểu tính tình. Nhưng ở trên đại sự, nàng vẫn là rất lý trí, biết lúc nào có thể tùy hứng. Lúc nào không thể tùy hứng. mười 4817 tiến đánh huyết ma tông. Sở kiếm thu mang theo đám người hướng về đại điện một cái phương hướng thạch thất đánh tới cái đại điện này tứ phương đều có rất nhiều thông đạo hai bên cũng có rất nhiều thạch thất những cái kia hoảng hốt chạy bừa chạy đến đại điện huyết ma tông võ giả một chút là hướng về thông đạo chạy trốn đi vào một chút nhưng là dưới hoảng loạn trốn vào một chút trong thạch thất những cái kia trốn vào trong thạch thất huyết ma tông võ giả rất dễ dàng liền bị nắm chặt đi ra đánh chết ngược lại là những cái kia dọc theo thông đạo chạy đến huyết ma tông hang ổ chỗ sâu võ giả cần hao phí không thiếu khí lực theo đuổi giết đối với những thứ này huyết ma tông võ giả sở kiếm thu cùng thiên phượng cung chủ bọn người không có bất kỳ cái gì lưu tình chỉ cần phát hiện bất kỳ huyết ma tông võ giả đều không ngoại lệ cũng là giết không tha phàm là huyết ma tông võ giả không có một cái nào là vô tội bọn hắn tu luyện huyết ma công pháp vốn chính là cần thôn vệ sinh linh huyết nhục tiến hành tu luyện cho nên Mỗi một cái máu người ma tông võ giả, hai tay cũng là dính đầy người vô tội máu tươi, bất kỳ một cái nào huyết ma tông võ giả. Có thể nói cũng là chết chưa hết tội. Mỗi giết nhiều một cái huyết ma tông võ giả thì tương đương với vì nhân gian diệt trừ một cái tai họa, để cho vô số sinh linh. Thiếu gặp một phần độc hại, cầm sạch diệt cái đại điện này hai bên trong thạch thất huyết ma tông võ giả sau. Sở kiếm thu mang theo đám người, hướng về một đầu lớn nhất thông đạo tiếp tục hướng về huyết ma tông hang ổ chỗ sâu xuất phát cái thông đạo này bên trong vẫn như cũ hiện đầy đủ loại lợi hại cơ quan đương nhiên những thứ này cơ quan đối với sở kiếm thu các cao thủ tới nói tự nhiên không đáng giá nhắc tới rất nhanh đám người liền lại xông qua cái thông đạo này tiến nhập cái tiếp theo đại điện khi mọi người tiến vào cái đại điện này oanh một tiếng sau lưng thông đạo đại môn đột nhiên đóng lại cùng lúc đó răng rắc răng rắc một hồi cơ quan tiếng động liên tiếp vang lên tại bốn phía đại điện trên vách đá từng cái đen thui cột kim loại từ đại điện đỉnh chóp rơi xuống những kim loại này trụ mỗi một đầu đều có như thùng nước thô từng cái đen thui cột kim loại tạo thành một cái cực lớn lồng giam đem đám người bao phủ ở bên trong ô kim thiết nhìn thấy một màn này sở kiếm thu sắc mặt không khỏi hơi đổi cái gì, đây chính là trong truyền thuyết ô kim thiết. Tại tĩnh hà nghe vậy, lập tức một mặt tò mò dùng trong tay trường kiếm. Tại những này kim loại trên cột sắt gõ gõ, chật chật nhìn. Ngược lại là giống như rất kiên cố bộ dáng lạc. Tiết Bình nhìn thấy nàng bộ dạng này, lập tức không khỏi cảm thấy có mấy phần mất mặt. Vu sư muội ô kim thiết không sai biệt lắm có thể nói là tiên thiên tài liệu bên trong. Cứng rắn nhất tài liệu, người nói kiên không kiên cố lạc tiết bình nhìn nàng một cái một mặt không lời nói tại tĩnh hà nghe nói như thế trong lòng lập tức cả kinh lúc này nàng cũng không còn phía trước bình tĩnh như vậy có chút khẩn trương nói vậy làm sao bây giờ cái này há chẳng phải là nói chúng ta muốn bị vây chết ở chỗ này nói xong nàng vưu tự có mấy phần không tin trường kiếm trong tay ra sức hướng về những cái kia ngăm đen trên cột sắt bổ tới làm nửa bước hóa kiếp thần binh trường kiếm, bổ vào cái này đen thui trên cột sắt Thế mà chỉ là chặt một đầu không đáng kể bạch ngấn, đối với cái này ô kim thiết tổn thương. Cơ hồ là không có ý nghĩa, nhìn thấy một màn này. Trong lòng mọi người cũng là không khỏi trầm xuống. Liền nửa bước hóa kiếp thần binh, thế mà đều không làm gì được cái này ô kim thiết, chẳng lẽ. Hôm nay thật muốn bị vây chết tại trong lồng giam này, thiên phượng cung chủ không tin tà nàng cũng sử dụng trong tay nửa bước hóa kiếp thần binh trường kiếm. Ra sức hướng về một cây trên cột kim loại bổ tới. Cành một tiếng vang lớn, cái này đen thui cột sát chịu một kiếm này. Vẫn là không nhúc nhích tí nào, ha ha ha, các ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, ô kim thiết. Danh xưng tiên thiên tài liệu bên trong, kiên cố nhất kim loại, như thế nào chỉ là hư danh. Lúc này, một đạo tiếng cười đắc ý, tại trong đại điện vang lên, một đạo huyết bào thân ảnh tại đại điện trong một góc đi ra chính là trước kia trốn vào trong đại điện huyết ma tông tông chủ trạm sầm cái này ô kim thiết thế nhưng là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị trạm sầm vây quanh lồng sắt chậm rãi bước chân đi thong thả nhìn xem trong lồng giam đám người mặt mũi tràn đầy đắc ý nói thế mà dám can đảm sông thẳng chúng ta huyết ma tông đại bản doanh không thể không nói lá gan của các ngươi nhưng thật là lớn thật sự cho rằng chỉ bằng các ngươi chút người như vậy. Liền có thể diệt đi chúng ta huyết ma tông hay sao, những thứ này ô kim thiết tự nhiên không phải hắn một cái chỉ là huyết ma tông tông chủ có thể lấy. Được mà là huyết ma tông sau lưng huyết tộc cho hắn. Ô kim thiết dù sao cũng là danh xưng tiên thiên tài liệu bên trong kiên cố nhất kim loại. Loại kim loại này vô cùng chân quý, một cân ô kim thiết thế nhưng là giá trị trên trăm ức cửu phẩm linh thạch mà chế tạo cái này nhà tù ô kim thiết ít nhất cũng phải có hơn trăm vạn cân theo lý thuyết chỉ là chế tạo cái này nhà tù ô kim thiết giá trị liền vượt qua một vạn vạn ức cửu phẩm linh thạch chạm sầm không tệ rất không tệ thật không nghĩ tới máu của các ngươi ma tông gia sản thế mà phong phú tới mức như thế thực sự là làm cho người nhìn mà than thở a à. Sở kiếm thu nhìn xem chạm sầm, vẻ mặt tươi cười nói, thế mà dùng như thế đông đảo ô kim thiết. Chế tạo ra như thế một cái cực lớn lồng giam, chật chật, còn quả nhiên là cam lòng, chỉ. Cần có thể diệt đi các ngươi, trả giá giá cao hơn nữa, vậy cũng đáng giá. Chạm sầm mỉm cười nói. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng vô cùng, kể từ huyền kiếm tông quật khởi đến, nay bọn hắn huyết ma tông trải qua thực sự quá oan uổng bị đánh không dám ló đầu không nói ngay cả huyết ma tông cao tầng đều bị diệt hơn phân nửa huyết ma tông kể từ thành lập tới nay cho tới bây giờ chưa từng tao ngộ qua to lớn như vậy thiệt hại cũng chưa bao giờ từng từng bực bội như thế hôm nay cuối cùng để cho hắn thở dài một ngụm chạm sầm ngươi cho rằng chỉ bằng như thế một cái lồng giam liền có thể vây khốn ta nhóm sở kiếm thu nhìn xem chạm sầm vừa cười vừa nói chẳng lẽ người còn có thể trốn ra được hay sao chạm sầm nhìn hắn một cái mặt mũi tràn đầy diễu cợt nói kế tiếp các ngươi liền chờ chết đi a à. phải không ta cũng rất chờ mong muốn nhìn một chút cái này lồng giam có phải là thật hay không có thể vây khốn ta sở kiếm thu vừa cười vừa nói nói xong bàn tay hắn một tấm một thanh trường kiếm cũ kỹ pháp bảo xuất hiện trong tay sở kiếm thu huy động chuôi này trường kiếm cũ kỹ pháp bảo. Một kiếm hướng về một cây trên cột sắt bổ tới, nhìn thấy một màn này. Chạm sầm một mặt diễu cật nói, sở kiếm thu, đừng uổng phí sức lực. Người không có khả năng. Chỉ là, không đợi hắn nói xong, theo keng một tiếng vang lớn. Chạm sầm còn chưa nói xong mà nói, liền im bặt mà dừng, hắn nhìn một màn trước mắt. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói, không có khả năng, đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể phá hư cái này ô kim thiết? Đây chính là danh xưng tiên thiên tài liệu bên trong kiên cố nhất kim loại. Sở Kiếm Thu vừa rồi một kiếm kia, thế mà trực tiếp chém vào trong cái kia cột sắt xâm nhập ba tấc, mặc dù ba tấc sâu. Đối với thô to như thùng nước cột sắt tới nói cũng không tính được cái gì. Nhưng mà cái này lại mang ý nghĩa Sở Kiếm Thu là nắm giữ phá hư cái này ô kim thiết năng lực. Chương 4818 tiến đánh huyết ma tông một kiếm có thể chém vào ba tấc sâu, chặt cái hàng ngàn hàng vạn kiếm. Cũng liền có thể đem căn này thô to như thùng nước ô kim thiết trụ cho chém đứt. Lấy sở kiếm thu cao thủ như vậy, ra tay toàn lực tốc độ, nhanh bực nào. Hắn chặt đứt căn này ô kim thiết cột sắt, đoán chừng đều không dùng đến thời gian ba hơi thở. Chạm sầm ánh mắt rơi vào trên sở kiếm thu trường kiếm trong tay. Khi hắn cảm nhận được thanh trường kiếm này pháp bảo phía trên tản mát ra cường đại ba động sau càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kêu lên không đúng người đây là hóa kiếp thần binh chạm sầm nhãn lực không tệ lại còn có thể nhận được hóa kiếp thần binh sở kiếm thu vừa cười vừa nói vừa nói sở trong tay kiếm thu không ngừng chút nào đương 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 sở kiếm thu trong nháy mắt ra tay hàng trăm hàng ngàn lần mỗi một kiếm đều chém vào cùng một cái vị trí theo hắn không ngừng chặt chém cái kia ô kim thiết trụ dần dần bị chặt ra một cái cực sâu lỗ hổng ô kim thiết đích thật là danh xưng tiên thiên tài liệu bên trong kiên cố nhất kim loại nhưng tiếc là sở kiếm thu sử dụng cũng không phải tiên thiên pháp bảo mà là hóa kiếp thần binh kỳ thực dù cho sở kiếm thu sử dụng chính là hóa kiếp thần binh cấp bậc vân văn cổ kiếm vốn lấy thực lực của hắn bây giờ là xa xa không cách nào phát huy ra vân văn cổ kiếm chân chính uy lực muốn phá hư nửa bước hóa kiếp thần binh cùng tiên thiên pháp bảo cực phẩm đều cũng không dễ dàng nếu như cái này lồng giam là đi qua luyện chế nửa bước hóa kiếp thần binh sở kiếm thu muốn phá hư mà nói thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ nhưng tiếc là chính là cái này lồng giam chỉ là đơn giản dùng ô kim thiết ghép lại cùng một chỗ mà chế tạo thành một cái lồng giam mà cũng không phải là dùng luyện khí thủ đoạn đem nó luyện chế được không có đi qua luyện chế ô kim thiết, phía trên lại không có khắc dấu bất kỳ phù văn. Chỉ dựa vào bản thân nó độ cứng. Nơi nào ứng phó được vân văn cổ kiếm loại này hóa kiếp thần binh chặt chém. Cũng chính là lần này sở kiếm thu cũng không có mang lên tiểu đồng áo xanh hành động chung. Bằng không, nếu là tiểu đồng áo xanh xuất thủ, tòa này ô kim thiết chế tạo lồng giam. Vừa vặn chính là tiểu đồng áo xanh nhất là Mỹ vị tiệc lấy tiểu đồng áo xanh năng lực phá hư cái này ô kim thiết chế tạo lồng giam vậy coi như là lại nhẹ nhõm bất quá chạm sầm nhìn thấy trước mắt một màn này trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận huyền kiếm tông thực lực nhiều lần vượt qua ngoài dự liệu của hắn hắn không nghĩ tới sở kiếm thu thậm chí ngay cả hóa kiếp thần binh đều có thạch thiến liễu tên phế vật này thực sự là nửa điểm dùng cũng không có liền tin tức trọng yếu như vậy cũng không biết trạm sầm vung tay lên vô số huyết tắc lập tức từ đại điện bốn phương tám hướng tuôn ra hướng về trong lồng giam đám người quấn quanh đi qua cùng lúc đó trạm sầm cầm trong tay một thanh huyết đao một đao hướng về sở kiếm thu bồ tới hắn cũng không thể tùy ý sở kiếm thu tiếp tục như vậy chém vào tiếp bằng không không cần bao lâu cái này ô kim thiết chế tạo lồng giam liền bị sở kiếm thu làm hỏng một khi không cách nào vây khốn huyền kiếm tông bọn người, để cho bọn hắn chạy đến. Đó chẳng khác nào mãnh thú xuất lồng, còn muốn giết bọn hắn. Nhưng là khó rồi, đối mặt những cái kia huyết tác công kích. Đám người nhao nhao huy động binh khí trong tay ngăn cản. Thạch thiến liễu càng là dọa đến núp ở đám người ở giữa. Không dám nhìn thẳng những thứ này huyết tác tiến công, lấy nàng thực lực một khi bị những thứ này huyết tác quấn lên, cơ hồ là chắc chắn phải chết hạ tràng. Lúc này, đám người toàn lực ứng phó mà ứng đối lấy những cái kia huyết tác công kích. Ngược lại là cũng không có ai có tâm tư đi để ý tới nàng, giác. Rười, đối thủ của ngươi là hổ ra. Nhìn thấy chạm sầm tấn công về phía sở kiếm thu, thôn thiên hổ gầm lên giận dữ. Một móng vuốt hướng chạm sầm huyết đao bên trên chộp tới, chạm sầm thấy thế cũng không cùng thôn thiên hồ cứng đối cứng hắn tránh đi thôn thiên hồ móng vuốt lại tiếp tục hướng về sở kiếm thu trên thân bồ tới nhìn thấy một màn này thôn thiên hồ không khỏi tức giận đến nổi trận lôi đình nhưng tiếc là nó bị kẹt ở trong lồng giam căn bản thế nhưng chạm sầm không được chỉ có thể không ngừng thay sở kiếm thu ngăn cản tiến công chạm sầm tại trạm sầm quấy nhiễu phía dưới sở kiếm thu phá hư cái kia ô kim thiết trụ tốc độ cũng biến thành chậm lại bất quá sở kiếm thu tốc độ mặc dù trở nên chậm nhưng mà chạm sầm cuối cùng vẫn là không ngăn cản được kết quả sau cùng theo làm một tiếng vang thật lớn cái kia ô kim thiết trụ cuối cùng bị chém đứt tại chặt đứt cái này một lỗ hổng sau sở kiếm thu lại hướng về căn này cột sắt phía dưới một cái bộ vị chém tới hắn nhất định phải tại căn này trên cột sắt liên tiếp chặt đứt hai cái bộ vị mới có thể phá vỡ một cái đủ để dung thân lỗ hổng, mới có thể từ trong lồng giam này chạy đi. Mười mấy hô hấp đi qua, theo lại là một tiếng vang thật lớn vang lên. Căn này cột sắt một cái khác bộ vị cũng bị chặt đứt, sở kiếm thu một trường vung ra. Bị hai đầu chặt đứt ở giữa bộ phận ô kim thiết trụ, tại dưới một trường này sở kiếm thu. Bay ngang ra ngoài, toàn bộ ô kim thiết chế tạo lồng giam cuối cùng bị sở kiếm thu phá vỡ một cái đủ để dung thân ra vào lỗ hổng, nhìn thấy một màn này. Chạm sầm liếc mắt nhìn sở kiếm thu, vội vàng thân hình lóe lên. Hướng về đại điện cuối một cái lối đi bỏ chạy. Ô kim thiết chế tạo lồng giam bị phá, hắn cũng lại khó mà vây được huyền kiếm tông võ giả. Một khi những võ giả này từ trong lồng giam đi ra. Cũng không phải hắn đủ khả năng ngăn cản được chúng ta truy sở kiếm thu cũng không lo được cái này ô kim thiết chế tạo lồng giam. Mang theo đám người hướng về chạm sầm sau lưng đuổi tới. Mặc dù cái này ô kim thiết chế tạo lồng giam giá trị rất lớn. Tính là một bút cực kỳ to lớn tài phú toàn bộ ô kim thiết chế tạo lồng giam. Thậm chí so với một kiện hóa kiếp thần binh giá trị cũng đã có chi mà không bằng. Nhưng ở loại tình huống này vẫn là truy kích chạm sầm quan trọng ngược lại nếu như hủy diệt huyết ma tông, cái này ô kim thiết chế tạo lồng giam. Cuối cùng còn không phải sẽ rơi vào trong tay của hắn, nếu để cho chạm sầm chạy trốn. Đây mới thật sự là phiền phức. Tại sở kiếm thu dẫn dắt phía dưới. Đám người cũng là tràn đầy lửa giận hướng lấy chạm sầm truy sát tới, mới vừa rồi bị kẹt ở trong. Lồng giam, đối mặt những cái kia huyết tác công kích. Đám người mặc dù không có xuất hiện tổn thương gì thế nhưng là cũng bị làm cho vô cùng chật vật đám người đuổi theo trạm sầm một đường hướng về huyết ma tông hang ổ chỗ sâu đi đến dọc theo con đường này đám người cũng gặp phải trọng trọng cơ quan cùng vô cùng hung hiểm sát trận nhưng ở sở kiếm thu dẫn dắt phía dưới đám người cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm vượt qua được dọc theo con đường này kinh nghiệm cũng làm cho tâm tình của mọi người trở nên ngưng trọng lên không còn ngay từ đầu lúc nhẹ nhõm huyết ma tông tại thiên vũ đại lục kinh doanh nhiều năm như vậy trở thành một liền nói minh cũng nhức đầu không dứt họa lớn trong lòng thật đúng là không phải một cái dễ đối phó nhân vật nhất là tại huyết ma tông hang ổ trong này nguy hiểm càng là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người mặc dù huyết ma tông phía ngoài hộ tông đại trận bị đám người liên thủ phá mất nhưng mà huyết ma tông trong hang ổ mặt trọng trọng cơ quan cùng đủ loại sát trận bàn về uy lực cùng trình độ hung hiểm có chút là không thể so với phía ngoài hộ tông đại trận yếu một cái kinh doanh vô số năm thế lực hang ổ thật không phải là dễ dàng như vậy tiến đánh đến xuống trải qua cái này trọng trọng nguy hiểm sau đó liền thiên phượng cung chủ cũng biến thành nghe lời nàng cũng không còn dám giống phía trước như thế dựa vào một cỗ khí thế hùng dũng máu lửa sông về phía trước mà là mọi chuyện đều lấy sở kiếm thu cầm đầu, không còn dám tự tác chủ trương. Tự tiện hành động, chương 4819 tiến đánh huyết ma tông. Lần hành động này, nếu như là từ nàng đến mang con, vọt tới bây giờ nơi này. Đoán chừng ít nhất phải tử thương hơn phân nửa, nhưng ở sở kiếm thu dẫn dắt phía dưới. Bọn hắn lại là nhiều lần biến nguy thành an, hữu kinh vô hiểm vượt qua trọng trọng hiểm cảnh. Vọt vào huyết ma tông hang ổ chỗ sâu tại một đường đi tới quá trình bên trong bọn hắn cũng đánh chết đại lượng tiềm phục tại huyết ma tông hang ổ các nơi địa phương huyết ma tông võ giả mặc dù huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung đi qua nhiều năm thanh trừ đã ít nhất đánh chết năm vạn trở lên huyết ma tông phi thăng cảnh võ giả nhưng mà tại cái này trong hang ổ ẩn núp huyết ma tông phi thăng cảnh võ giả thế mà đều vẫn còn vượt qua trên vạn người huyết ma tông thực lực mạnh nội tình sâu để cho thiên phượng cung chủ bọn người không khỏi giật mình không thôi, sau khi vượt qua trọng. Trọng hiểm trở, đám người rốt cuộc đã tới huyết ma tông hang ổ chỗ sâu nhất. Đây là một tòa cực kỳ to lớn đại điện. Tại trong đại điện trên vách tường, điều khắc từng cái giữ tận huyết tộc hình ảnh, những thứ này huyết tộc hình ảnh. Cả đám đều mọc ra một đôi giống như con rơi một dạng cánh. Trong miệng mọc ra răng nanh sắc bén, nhìn vô cùng dữ tợn, lộ ra từng cổ gian ác mùi huyết tinh tại những này âm trầm kinh khủng hình ảnh bao phủ xuống, toàn bộ đại điện. Đều lộ ra một cỗ cực kỳ quỷ dị kinh khủng bầu không khí, khiến cho trong lòng của mọi người. Cũng nhịn không được cảm thấy mấy phần khó chịu. Sở kiếm thu, ở đây như thế nào không có đường. Thiên phượng cung chủ tại trong đại điện tìm một phen, nhíu mày nói, chúng. Ta rõ ràng là nhìn thấy chạm sầm trốn vào bên trong đại điện này. Như thế nào trong nháy mắt liền không thấy bóng người của hắn chẳng lẽ hắn còn có thể hư không tiêu thất hay sao đừng nóng vội chúng ta lại cẩn thận tìm xem sở kiếm thu lại là không có gấp chút nào rất là bình tĩnh vừa cười vừa nói chạm sầm không trốn thoát được cho dù hắn chui vào lòng đất chúng ta đều biết đem hắn cho bắt được sở kiếm thu tại trong đại điện quan sát tỉ mỉ một vòng cuối cùng tại một phen quan sát cuối cùng phát hiện bên trong đại điện này ảo diệu hắn thật đúng là chạy đến lòng đất Sở kiếm thu ánh mắt rơi vào đại điện trên mặt đất vừa cười vừa nói. Sở kiếm thu bàn tay xòe ra, lấy ra vân văn cổ kiếm. Một kiếm hướng xuống đất bên trên bổ tới, một tiếng âm vang tiếng vang. Mặt đất bị sở kiếm thu một kiếm này, đem mặt ngoài tầng kia bàn đá xanh cho sốc lên. Lộ ra bàn đá xanh phía dưới một khối ngâm đen khối kim loại. Một khối này đen thui khối kim loại, cùng phía trước vây khốn bọn hắn lồng ra một dạng cũng là dùng ô kim thiết chế tạo thành lớn như thế một khối ô kim thiết tại tĩnh hà thấy thế lập tức lấy làm kinh hãi đạo cái này đoán chừng lại phải xài phí không thiếu khí lực mới có thể đem khối này ô kim thiết phá vỡ a à ta ngược lại thật ra không sợ nhiều hao chút khí lực dạng này ô kim thiết cho ta tới càng nhiều càng tốt sở kiếm thu lại là vừa cười vừa nói loại này đưa tới cửa bảo vật với hắn mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt tốn nhiều chút khí lực sợ cái gì, phải biết. Một cân ô kim thiết đây chính là giá trị trăm ức cửu phẩm linh thạch. Hơn nữa, loại kim loại này chân quý vô cùng, dù cho có tiền. Đều không nhất định mua được, có cái này ô kim thiết. Về sau lấy ra luyện chế tại trong Đông Hải viễn cổ long cung di chỉ lấy được loại kia ám kim. Sắc khôi lỗi, hắn cũng sẽ không sợ không có tài liệu. Mặc dù những cái kia ám kim sắc khôi lỗi chế tạo tài liệu sử dụng cũng không phải là ô kim thiết mà là ám kim sắt. Nhưng mà ô kim thiết tại tính năng đi lên nói. So với ám kim sắt chỉ có thể chỉ có hơn chứ không kém. Dùng ô kim thiết tới luyện chế loại kia khôi lỗi, đoán chừng tại phương diện sức phòng ngự. So với cái kia ám kim sắc khôi lỗi đều muốn kiên cố mấy phần. Sở kiếm thu sử dụng vân vân cổ kiếm. Một kiếm lại một kiếm mà bổ vào trên trên mặt đất khối kia đen thui ô kim thiết lần này hắn hao phí tới tận thời gian một nén nhang mới đem khối này chắc nịch vô cùng ô kim thiết tạc ra một cái đủ để dung nạp một cái võ giả thông qua thông đạo bọn hắn tại trong đại điện tìm không thấy khống chế khối này ô kim thiết cơ quan cũng chỉ có thể sử dụng loại này ngu nhất biện pháp tới phá vỡ khối này ô kim thiết khi khối này chắc nịch vô cùng ô kim thiết tấm bị đục mở sau đó tại ô kim thiết phía dưới lộ ra một cái đen như mực mà đường đi sâu thăm thẳm, tại tạc ra cái này lỗ hổng sau. Sở kiếm thu một ngựa đi đầu, đầu tiên là hướng xuống đất tạc ra tới cửa hang chui vào. Thôn thiên hổ thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo, tiểu thanh điều không cam lòng tỏ ra yếu. Kém, cũng là theo sát phía sau, tiếp đó mới là công dã nghiên. Đại ô quy ngược lại bị chen ở cuối cùng, không có cách nào. Nó có thể trêu chọc không nổi tiểu thanh điều cùng công dã nghiên hai người thực lực của nó tuy mạnh nhưng dù sao không sánh được thôn thiên hổ mạnh mẽ như vậy bằng vào nó một người là đánh không lại tiểu thanh điểu cùng công dã nghiên hai người liên thủ thôn thiên hổ tại nó bên người thời điểm tất nhiên có thể cháo được nó người tiểu đệ này nhưng mà thôn thiên hổ không ở bên người nó đơn độc một người lạc đàn thời điểm lại luôn có thể bị tiểu thanh điểu cùng công dã nghiên tìm được cơ hội đánh nó một trận sở kiếm thu đối với loại chuyện này lại xưa nay mặc kệ đại ô quy từng bị đánh mấy lần sau đó liền không lớn dám đi trêu chọc tiểu thanh điều trong lòng đất tĩnh mịch mà đen như mực cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón lấy đám người thực lực ở trong loại hoàn cảnh này cũng chỉ có thể nhìn thấy trước người một hai dặm khoảng cách chỗ xa hơn cũng khó có thể thấy rõ ràng đại gia cẩn thận một chút chỉ sợ nơi này có chút không thích hợp sở kiếm thu vừa đi một bên nhắc nhở bên người mọi người nói mọi người tại lòng đất trong thông đạo đi tới một hai trăm dặm sau phía trước chợt sáng tỏ thông suốt cuối lối đi là một chỗ cực lớn địa quật ở trong hang trung ương đang đứng hai thân ảnh một đạo chính là trước kia chạy đến tới trạm sầm mà đổi thành một đạo nhưng là huyết ma tông đại hộ pháp nhị hách sở kiếm thu là yên ngọc các ngươi cuối cùng cũng đến rồi chạm sầm nhìn xem bọn hắn quỷ dị cười nói, chạm sầm ngươi không đường có thể trốn a à, thiên. phượng cung chủ nhìn chăm chằm chạm sầm lạnh giọng nói, trốn nghe. nói như thế, chạm sầm giống như nghe được thế gian buồn cười nhất che cười đồng dạng, ngửa mặt lên trời ha ha cười nói, nên trốn chính là bọn ngươi. bất quá đáng tiếc đã các ngươi đã xâm nhập đến nơi này, các ngươi cũng không cơ hội chạy trốn. sáp. Chết đến nơi, còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi, thực sự là nực cười, thiên. Phượng cung chủ nghe vậy, lại là nửa điểm bất vi sở động, lạnh giọng nói. Các ngươi rất nhanh liền biết bản tọa có phải hay không phát ngôn bừa bãi. Chạm sầm vừa cười vừa nói, các ngươi có thể nhìn chung quanh một chút liền sẽ rõ ràng. Các ngươi bây giờ đến tột cùng ở vào trong dạng gì tình cảnh. Nghe được chạm sầm lời này, trong lòng mọi người không khỏi căng thẳng vội vàng hướng về nhìn bốn phía mà vào lúc này tại trong lòng đất hắc ám từng đôi quỷ dị huyết đồng tại bốn phía trong bóng tối chậm rãi hiện ra cái này từng đôi huyết đồng lít nhít lơ lửng tại bọn hắn bốn phía giống như trong bầu trời đêm từng chiếc từng chiếc quỷ hòa thoạt nhìn là như thế âm trầm kinh khủng để cho người ta không chịu được một hồi dùng mình từ những thứ này huyết đồng số lượng đến xem những thứ này huyết đồng lại đã đạt tới hơn 300 xong. Chương 4820 lộ ra nguyên hình. Mỗi một song huyết đồng sau lưng cũng là một đầu thiên diễn cảnh huyết tộc quái vật, hơn 300 đôi huyết đồng liền đại biểu cho. Sau lưng là hơn 300 đầu thiên diễn cảnh huyết tộc, đây là một cỗ đáng sợ đến bực nào sức mạnh. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người cũng không khỏi trong nháy mắt kịch trấn. Giờ khắc này, cơ hồ người người cũng nhịn không được một hồi hãi nhiên thất sắc, liền một mực bình tĩnh vô cùng sở kiếm thu, giờ khắc này, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đã sớm ngờ tới, lần này huyết ma tông tất nhiên dám đào hố để cho bọn hắn nhảy. Huyết ma tông sau lưng huyết tộc, tất nhiên sẽ xuất động lực lượng chân chính, nhưng lần này huyết tộc xuất động lực lượng mạnh. Mẽ, y nguyên vẫn là vượt xa khỏi ngoài dự liệu của hắn. Hơn 300 tên thiên diễn cảnh cường giả, cho dù là mạnh như bây giờ huyền kiếm tông tất cả thiên diễn cảnh cường giả số lượng cộng lại cũng liền số này, hơn nữa. Tại cao cấp cường giả về số lượng mặt, huyền kiếm tông còn xa xa không sánh được huyết tộc lần này xuất động cường giả. Từ những thứ này hiện thân huyết tộc đến xem, hơn 300 tên huyết tộc cường giả. Tu Vi đạt đến thiên diễn cảnh hậu kỳ, lại đã đạt tới dòng giã 50 đầu, dòng giã 50 tên thiên diễn cảnh hậu kỳ huyết tộc cường. Giả, đây là một cỗ biết bao lực lượng đáng sợ cho dù là ma tộc đều xa xa tìm không ra nhiều như vậy thiên diễn cảnh cường già tới, sở kiếm. Thu phía trước ngờ tới, huyết tộc ngủ đông tại Thiên Vũ Đại Lục sức mạnh. Có khả năng không thua gì Đại Tây Châu ma tộc. Nhưng hôm nay xem ra, cái này mẹ nó nơi đó là không thua gì Đại Tây Châu ma tộc. Quả thực là so Đại Tây Châu ma tộc thực lực cường đại hơn nhiều tốt a. À. Hơn 300 đầu thiên diễn cảnh huyết tộc cường giả hơn nữa trung kỳ thiên diễn cảnh hậu kỳ cường giả còn chiếm dòng dã 50 đầu. Đây quả thực là một cỗ làm người tuyệt vọng sức mạnh, chạm sầm phía trước chỗ đùa nghịch hết. Thảy mánh khóe, thì ra cũng là đang cố ý che đậy bọn hắn. Trước đây những cơ quan kia cùng sát trận, cùng trước mắt những thứ này huyết tộc sức mạnh so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí làm cho người cảm giác nực cười giờ khắc này đám người như thế nào vẫn không rõ thì ra chạm sầm phía trước làm hết thảy mục đích đúng là vì đem bọn hắn dẫn tới lòng đất này bên trong để bố trí mai phục đem bọn hắn một mẻ hốt gọn đang tại đám người chấn động vô cùng thời điểm lúc này trong đám người thạch thiến liễu thừa dịp đám người không chú ý thời điểm lặng yên không một tiếng động thối lui đến đám người biên giới tiếp đó thân hình lóe lên cấp tốc hướng về phía trước chạm sầm cùng nhị hách bay đi. Thuộc hạ Thạch Thiến Liễu, bái kiến tông chủ, bái kiến đại hộ Pháp. Thạch Thiến Liễu đi tới trước mặt hai người, ngã đầu liền bái. Hướng hai người liên tục dập đầu mấy cái vang tiếng, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói, đại. Hộ Pháp phân phó cho thuộc hạ nhiệm vụ, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Cuối cùng đem bọn hắn cho đưa tới. Thạch Thiến Liễu, ngươi làm gì? Nhìn thấy một màn này, đàm cần mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhìn xem thạch thiến liễu phẫn nộ quát. Trước mắt một màn này, hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức. Thạch thiến liễu thế mà hướng chạm sầm cùng nhị hách đập bái, lại còn tự xưng thuộc hạ. Nói là hoàn thành nhiệm vụ gì, cái này hoàn toàn đem đàm cần cho chấn kinh đến hoàn toàn mộng. Thạch thiến liễu đã từng là nàng có trọng nhất hậu bối nàng thậm chí còn ủng hộ qua thạch thiến liễu cùng ngày phượng cung chủ bây giờ đã thấy đến thạch thiến liễu thế mà hướng huyết ma tông cúi đầu xưng thần cái này khiến đàm cần làm sao không kinh hãi dị thường ân ngươi làm rất tốt lần này ngươi xem như vì chúng ta huyết ma tông lập được đại công chúng ta huyết ma tông sẽ không bạc đãi ngươi chạm sầm liếc mắt nhìn thạch thiến liễu gật đầu một cái nói Mặc dù hắn đối với Thạch Thiến Liễu cung cấp có liên quan huyền kiếm tông tình báo rất là bất. Mãn, Thạch Thiến Liễu cung cấp tình báo cùng huyền kiếm tông thực tế thực lực. Tranh lệch quá lớn, nhưng dù nói thế nào, lần này có thể dẫn huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung vào trong. Thạch Thiến Liễu không thể bỏ qua công lao, hơn nữa. Bây giờ còn là ngay trước một đám huyền kiếm tông võ giả mặt. Hắn tự nhiên sẽ không để cho Thạch Thiến Liễu khó xử khen thưởng một phen thạch thiến liễu cũng có thể tức chết huyền kiếm tông cùng thiên phượng cung người để cho bọn hắn chết cũng không phải dễ chịu như vậy đa tạ tông chủ thạch thiến liễu nghe vậy mừng rỡ trong lòng lại liên tục hướng trạm sầm dập đầu mấy cái vang tiếng đạo ân đứng lên đi trạm sầm gật đầu một cái nói là tông chủ thạch thiến liễu nghe vậy vội vàng từ dưới đất đứng lên vô cùng cung kính đứng hầu tại trạm sầm bên cạnh thân thạch thiến liễu ngươi ngươi thế mà dám can đảm cấu kết huyết ma tông ngươi thực sự là tội đáng chết vạn lần nhìn thấy một màn này đàm cần đưa tay chỉ thạch thiến liễu tức giận đến toàn thân run rẩy mà nghiêm nghị quát lên uổng nàng đối với thạch thiến liễu chiếu cố như thế thạch thiến liễu thế mà làm ra như thế thiên địa không dung sự tình giờ khác này đàm cần tức giận đến đơn giản muốn thổ huyết hừ ngu xuẩn, ta đi nương nhờ Thánh Tông, cũng không phải sự tình hôm nay. Thạch Thiến Liễu liếc mắt nhìn đàm cần, lại liếc mắt nhìn thiên phượng cung chủ. Mặt mũi tràn đầy diễu cật nói, các ngươi chỉ sợ còn không biết sao. Trước kia hàn linh tuệ tiện nhân kia sở dĩ gặp mai phục cũng là ta âm thầm báo tin. Nhưng tiếc là tiện nhân kia mệnh cứng rắn, không có ngay tại chỗ vẫn lạc. Còn bị nàng gắng gượng về tới thiên phượng cung, thật là xấu đại sự của ta, bất quá, nàng mệnh lại cứng rắn nhưng trung quy vẫn khó thoát khỏi cái chết nghe được thạch thiến liễu lời này một đám thiên phượng cung võ giả lập tức không khỏi một hồi xôn xao các nàng cho tới hôm nay mới biết được thì ra nhậm chức thiên phượng cung chủ hàn linh tuệ cùng nhiều như vậy thiên phượng cung cao thủ sở dĩ lọt vào huyết ma tông mai phục cũng là bởi vì thạch thiến liễu thông gió báo tin thì ra sư phụ ta thực sự là bị ngươi tiện nhân kia hại chết Thiên phượng cung chủ nhìn chằm chằm thạch thiên liễu. Ánh mắt lạnh như băng nói, nàng đã sớm hoài nghi, trước kia sư phụ nàng bỏ mình. Chuyện này bên trong có kỳ quặc có lẽ cùng thạch thiên liễu thoát không ra quan hệ. Chỉ là khổ vì một mực tìm không thấy chứng cứ. Lúc này mới cầm thạch thiên liễu không thể làm gì, đợi đến về sau, nàng tại thiên phượng cung. Có tuyệt đối quyền sinh sát, muốn giết thạch thiên liễu thời điểm, lại bị sở kiếm thu ngăn trở sở kiếm thu để cho nàng giữ lại thạch thiến liễu một mạng, dùng để thả dây dài câu cá lớn. Này mới khiến nàng đem tràn đầy sát cơ đè ép xuống. Tạm thời để cho thạch thiến liễu tiếp tục tiêu dao. Quả nhiên vẫn là bị sở kiếm thu đoán chúng, sở kiếm thu lúc đó muốn thả dây dài câu cá lớn. Lại không nghĩ rằng, lần này thế mà câu đi ra ngoài cá, thế mà lớn như vậy. Không những câu ra máu ma tông tông chủ và đại hộ pháp còn câu ra hơn 300 đầu thiên diễn cảnh huyết tộc cường giả. Đầu này cá lớn, đã lớn đến nàng cũng mức không thể tưởng tượng nổi, vì... Cái gì, ngươi tại sao phải làm như vậy, thiên phượng cung không xử bạc với ngươi? Ngươi lại muốn phản bội thiên phượng cung, làm ra loại này khi sư diệt tổ sự tình. Đàm cần sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm thạch thiến liễu, toàn thân run rẩy nói. Nghĩ đến trước kia nàng lại còn toàn lực ủng hộ thạch thiến liễu tiếp nhận thiên phượng cung chủ chi vị nếu không phải là trước kia sở tương trời đánh thượng thiên phượng cung cho là yên ngọc chỗ dựa ngăn trở chuyện này thật muốn để cho thạch thiến liễu được như ý mà nói cái này thiên phượng cung sẽ bị đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu vừa nghĩ tới chuyện này đàm cần cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh nàng kém một chút kém một chút liền trở thành hủy đi thiên phượng cung tội nhân a à. hừ ngươi cái này vô dụng ngu xuẩn liền hàn linh tuệ đều đã chết thế mà đều không thể ủng hộ ta tiếp nhận thiên phượng cung chủ liền cái này còn dám tới chất vấn ta vì cái gì thạch thiên liễu nhìn chằm chằm đàm cân mặt mũi tràn đầy căm hận nói thiên phượng cung ngoại trừ la yên ngọc tiểu tiện nhân này đáng chết nhất chính là ngươi tên ngu xuẩn này